Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 64. Dương Bách Xuyên cảm thấy một lực lượng vô hình đảo qua người anh rồi biến mất, làm cho anh có một loại cảm giác suýt chút nữa biến mất. Lúc này Ngô Mặc Thu ở phía sau cũng cảm giác được, trong lòng khẩn trương định ra tay nhưng bị Dương Bách Xuyên vội vàng cản lại. Anh biết Ngô Mặc Thu là kim đan đại viên mãn, nhưng đứng trước hơi thở này lại không để xem. Đừng nói tu vi của Ngô Mặc Thu, cho dù thời kỳ đỉnh của anh đối mặt với hơi thở này cũng không có bất cứ phần thắng nào, Thu Nhi ra tay chỉ có đường thua. Cao thủ, tuyệt đối là cường giả. Đây là đánh giá của Dương Bách Xuyên cho Lữ Xuân Thu, hoặc là suy đoán. Không nghĩ đến trên địa cầu thật sự tồn tại cao thủ siêu cấp. Cũng may hơi thở trên người Lữ Xuân Thu chợt lóe rồi biến mất, khôi phục bình tĩnh. Lúc này chỉ nghe Lữ Xuân Thu nói, hử cô nhóc bên cạnh cậu không tồi, ra đây nhìn xem. Dứt lời Lữ Xuân Thu tùy ý lật tay, Ngô Mặc Thu liền hiện thân, ngay lập tức sắc mặt thay đổi, bước lên một bước chắn trước người Dương Bách Xuyên. Ha ha, một cô nhóc rất non tơ, thằng nhóc nhà cậu rất có diễm phúc. Lữ Xuân Thu nhìn thấy Ngô Mặc Thu hiện thân, trêu chọc một câu. Sau đó nói với Ngô Mặc Thu, đừng khẩn trương, lão phu không có ác ý, nếu thật ra muốn ra tay với cậu ta sẽ không lãng phí ba cốc rượu ngon. Thu Nhi lui xuống đi. Dương Bách Xuyên nói với Ngô Mặc Thu, anh biết Lữ Xuân Thu nói không sai, nếu thật sự ra tay, anh và Ngô Mặc Thu chỉ có thể đứng yên chờ chết. Trong lòng rất buồn bực. Đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả chỉ là hổ giấy. Anh cho rằng tu vi kim đan đã là bá chủ trên địa cầu, ai ngờ được sẽ nhảy ra một biến thái như Lữ Xuân Thu. Chủ nhân, Ngô Mặc Thu nghe vậy không khỏi lo lắng, vừa rồi cô cảm nhận được khí thế cường đại che trời lấp đất trên người Lữ Xuân Thu, không yên tâm Dương Bách Xuyên. Không sao, lui ra, tôi nghĩ Lữ tiền bối còn không đến mức khó xử hai tiểu bối như chúng tôi, nếu chuyện này truyền ra, người mất mặt vẫn là ông ấy, đúng không Lữ tiền bối? Dương Bách Xuyên nói. Ha ha, cậu cũng đừng dùng lời nói chặn lão phu cũng không đến mức làm khó dễ cậu, nếu cậu không muốn nói sư thừa lão phu cũng không làm khí, dừng lại là được. Tiếp theo lão phu có chuyện khác muốn nói cho cậu, ngồi xuống đi. Lữ Xuân Thu cười bảo Dương Bách Xuyên ngồi xuống ghế nói chuyện, còn ông ấy vẫn lười biếng nằm trên ghế bơi. Nói đi nói lại cũng kỳ quái, hôm nay trên bể bơi không có ai. Dương Bách Xuyên nghe Lữ Xuân Thu nói. Lúc này mới thở ra một hơi, anh biết Lữ Xuân Thu sẽ không khó xử chính mình. Dương Bách Xuyên nhớ kỹ một nhân tình lớn của Lữ Xuân Thu, nhân tình ba cốc rượu cũng không nhỏ, đặc biệt là cốc rượu nước mắt thần tiên cuối cùng, Dương Bách Xuyên mất ba ngày để tiêu hóa, được lợi không ít. Mặc dù phong ấn trong cơ thể chưa được cởi bỏ, nhưng rất rõ ràng Dương Bách Xuyên đã có phương hướng trong việc giải trừ phong ấn nguyên anh bằng cách hiểu được đạo của thiên đạo theo lời sư phụ. Mặc dù đến này vẫn rất buồn bực tại sao Lữ Xuân Thu sẽ giúp chính mình, Dương Bách Xuyên cảm thấy không quá có khả năng vì người cá hạ lộ có quan hệ với mình nên ông ấy mới ra tay giúp. Dương Bách Xuyên vẫn có chút mơ màng với cốc rượu nước mắt thần tiên, nhưng trong lòng lại có ý hiểu trong nháy mắt thanh tỉnh lại cũng biết ba cốc rượu của Lữ Xuân Thu không đơn giản, người bình thường uống xong sẽ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ không dậy nổi. Nhưng anh không giống vậy, dù sao cũng là cảnh giới nguyên anh. Mặc dù tạm thời mất đu tu vi nhưng cảnh giới vẫn còn, lĩnh ngộ nhanh hơn người thường. Ngồi xuống bên cạnh Lữ Xuân Thu, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, tại sao tiền bối lại muốn giúp tôi? Lão phu làm việc tùy theo tâm, không lẽ giúp cậu còn cần lý do? Lữ Xuân Thu cười hỏi. Dương Bách Xuyên không nói gì, nhìn chằm chằm Lữ Xuân Thu, lộ ra vẻ mặt không biết người khác có tin hay không, nhưng tôi không tin. Lữ Xuân Thu nhìn Dương Bách Xuyên. Cười ha ha nói, nhóc con, đừng nhìn ta như vậy, được rồi, lão phu giúp cậu cũng có lý do. Nói đến đây, ông ấy dừng một chút, nói đầu tiên bởi vì cậu là bạn của nghĩa nữ của lão phu, cho nên giúp cậu. Còn thứ hai, nói đến có chút phức tạp, lúc trước sau khi biết đến sự tồn tại của cậu, ta đã động sát tâm, bởi vì tổ tiên của lão phu là thần bảo hộ của Hoa Hạ, nên lão phu không cho phép bất cứ kẻ nào hoặc là thế lực nào uy hiếp đến sự ổn định của Hoa Hạ. Chính lúc lão phu chú ý đến cậu, nhóc con, vận khí của cậu rất tốt, trực tiếp tiến vào Sơn Hải giới ở bí địa Trường Bạch, nhoáng cái đã 6-7 năm, cậu lại xuất hiện, lần này lão phi nghe nói cậu thống nhất giới võ cổ, còn tưởng rằng cậu muốn tạo phản, cũng may lão phu phát hiện cậu không tệ lắm, cũng muốn giữ gìn Hoa Hạ. Đồ đệ cậu phái ra không tồi,
làm một vài chuyện có ích cho Hoa Hạ, nên lão phu định thả cho cậu một con ngựa, hơn nữa lần này tìm cậu còn chuẩn bị thương nghị một chuyện. Nói đến đây Lữ Xuân Thu dừng lại. Dương Bách Xuyên dò hỏi, xin hỏi tiền bối có chuyện gì? Nếu có thể giúp đỡ ta chắc chắn sẽ không từ chối. Lữ Xuân Thu ngồi dậy, nghiêm túc nói, lão phu không hy vọng trên địa cầu xuất hiện tồn tại vượt qua kim đan, ít nhất Hoa Hạ không hy vọng. Dương Bách Xuyên sửng sốt, sau đó trong lòng tức giận nói, tiên bối muốn vãn bối biến mất khỏi Hoa Hạ. Dựa theo ý hiểu của Dương Bách Xuyên, Lữ Xuân Thu muốn đuổi chính mình, giọng điệu không khỏi tức giận, người nhà họ Lữ các người sinh ở Hoa Hạ, không lẽ Dương Bách Xuyên ta không phải? À, thằng nhóc nhà cậu nghĩ gì vậy? Lão Phu cũng không phải người không hiểu nhân tình, Lão Phu không muốn có bất cứ liên lụy gì với bên Sơn Hải Giới, nói chính xác ra Lão Phu không muốn làm người của Sơn Hải Giới tiến vào địa cầu. Tất nhiên về phương diện khác, Lão Phu muốn biết dự định sau này của cậu ra sao? Chuẩn bị ở địa cầu lâu dài hay sau này trở về Sơn Hải Giới? Lữ Xuân Thu nhìn như nói chuyện vô ý nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên dường như cũng đoán được một vài chuyện trong lời nói của Lữ Xuân Thu, trên người Lữ Xuân Thu này có bí mật. Nhớ rõ lúc ở bí địa Trường Bạch gặp được chủ nhân kiếm đồ long, hình như ở địa cầu có một ngôi mộ thần, đây là bí mật của địa cầu. Chủ nhân kiếm đồ long không phải người bình thường, là người đã dùng vậy yêu trấn áp thần khuyển phi thăng, theo lời của sư phụ, thần khuyển phi thiên lúc đó đã là đại thừa kỳ. Theo phán đoán như vậy, ngôi mộ thần chắc chắn có một bí mật lớn. Chỉ là không ai có thể tìm được. Hiện tại nghe Lữ Xuân Thu nói chuyện, hình như sợ địa cầu xuất hiện người vượt qua kim đan kỳ, ông ấy không muốn làm người khác biết, đang che giấu điều gì đó. Nghĩ như vậy, Sơn Hải Giới càng thêm xác định, cố ý hỏi, về sau tôi muốn định cư lâu dài ở địa cầu, không có dự định đi Sơn Hải Giới. Vừa nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Lữ Xuân Thu, phát hiện sắc mặt của Lữ Xuân Thu thay đổi, sau đó nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Nói ra một câu làm Dương Bách Xuyên giận tím mặt. Lữ Xuân Thu nheo mắt lại, cười ha ha nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói, nếu là như vậy, Lão Phu cảm thấy Vân Môn các cậu có thể đánh trợ thủ cho Lão Phu. Trong giọng nói mềm như bông lại tràn ngập bá đạo cường thế. Nhưng lại làm Dương Bách Xuyên giận dữ, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình, quả nhiên Lữ Xuân Thu có mưu đồ ở địa cầu. Không hy vọng địa cầu xuất hiện võ cổ giả hoặc người tu chân có giá trị vũ lực quá mức cường. Ông ấy muốn khống chế tất cả trong phạm vi của mình. Đối mặt với những lời này của Lữ Xuân Thu, Dương Bách Xuyên cũng híp mắt nói, nếu tôi nói không thì sao? Lữ Xuân Thu cười, nhưng trong tiếng cười tràn ngập khí lạnh, ta tưởng cậu sẽ đồng ý. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên cũng lớn tiếng cười, nói tôi có thể hiểu rằng ngài đang uy hiếp tôi không? Lữ Xuân Thu sửng sốt híp mắt nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, cũng không nghĩ đến lá gan của Dương Bách Xuyên sẽ lớn như vậy. Nhưng thật ra trong lòng của Lữ Xuân Thu đều đang thử Dương Bách Xuyên, trong hai ngày tiếp xúc, Dương Bách Xuyên không phải loại người có thể tùy tiện bị hù dọa. Mặc dù ở trong mắt của Lữ Xuân Thu, hiện tại Dương Bách Xuyên không hề tu vi, nhưng ông vẫn luôn có cảm giác truyền thừa của Dương Bách Xuyên vô cùng thần bí. Trong cảm giác của mình, ông cũng phát hiện được hơi thở trên người Dương Bách Xuyên không bình thường, công pháp tu luyện tuyệt đối không phải là của Sơn Hải Giới hay địa cầu. Lữ Xuân Thu biết trong dòng sông thời gian 5.000 lịch sử của Hoa Hạ đã từng có vô số các thế lực lớn tu chân giới nhìn trộm bảo tàng địa cầu, ông ấy không hy vọng có người có thể tham dự vào. Trong vô số năm tháng, vì đạt được bảo tàng kia, Lữ Xuân Thu đã trả giá quá nhiều, sau lưng thao tác hủy diệt thông đạo địa cầu và Sơn Hải Giới. Xua đuổi đám người đến từ tu chân giới, ở trình độ nhất định cũng đang bảo vệ Hoa Hạ, trên danh nghĩa cũng đánh cờ hiệu thần bảo hộ, đạt được sự tán thành của các đế vương Hoa Hạ. Tất nhiên tiền để ông phải bảo vệ Hoa Hạ. Đối với Lữ Xuân Thu, sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên là một dị số, từ trước đến nay chỉ cần Hoa Hạ xuất hiện một tồn tại vượt qua hư cảnh, ông đều sẽ hạn chế, thậm chí không tiếc tru sát, trên danh nghĩa là uy hiếp đến sự an toàn của địa cầu. Nhưng trên thực tế, một khi xuất hiện tồn tại vượt qua hư cảnh sẽ uy hiếp đến sự an toàn của người thường. Bởi vì có một vài hạng người luôn khơi mào tranh đấu vương quyền, vì vậy bị Lữ Xuân Thu trấn áp xuống. Bắt đầu từ đời Thanh, Lữ Xuân Thu đã hóa thành đủ loại thân phận, hành tẩu trên thế gian diệt sát hoặc trấn áp đám người vượt qua hư cảnh hoặc đến người tu chân đến từ Sơn Hải Giới. Thời gian kéo dài đến khi Tân Hoa Hạ ra đời, Lữ Xuân Thu bắt đầu sắm vai đủ loại nhân vật, võ cổ giả,
người tu chân thậm chí là dị năng giả, một lần cuối cùng hóa thành một đạo sĩ, trấn áp tất cả dị loại trong mắt ông. Trong đó cũng điểm hóa không ít người, bao gồm người cá hạ lộ, yêu tộc có thiên phú dị bẩm, cuối cùng ẩn lui. Tất nhiên loại tổ chức như thần long đàm được chính tay ông bồi dưỡng lên, trong suốt 5.000 năm lịch sử của Hoa Hạ, ông không đơn giản chỉ nắm giữ một chi lực lượng như thần long đàm. Các lực lượng đó vẫn luôn tìm kiếm bảo tàng ẩn giấu trong địa cầu, cùng với giữ gìn sự an bình của Hoa Hạ. Còn Dương Bách Xuyên được coi như một di loại trong gần trăm năm nay. Điểm mấu chốt của Lữ Xuân Thu, Hoa Hạ không thể xuất hiện người vượt qua hư cảnh, nhưng sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên đã vượt qua tưởng tượng của ông. Trong 10 năm ngắn ngủi, tu vi thực lực của Dương Bách Xuyên đã vượt qua hư cảnh. Mới đầu lúc Dương Bách Xuyên tiếp xúc với Hạ Lộ, Lữ Xuân Thu cũng không quá để ý, biết Hạ Lộ vì Dương Bách Xuyên mà đại chiến với võ cổ giả nước ngoài, cuối cùng nguyên khí bị thương nặng. Không còn cách nào khác, Lữ Xuân Thu đành đem Hạ Lộ đi xuống dưới cung điện Trường Giang chữa thương, sau đó đưa Hạ Lộ đi Sơn Hải giới. Từ đó về sau Lữ Xuân Thu bắt đầu chú ý Dương Bách Xuyên, kết quả lại vô cùng kinh ngạc. Dương Bách Xuyên trưởng thành nhanh chóng như ngồi tên lửa, vậy nên ông hoài nghi, Dương Bách Xuyên là một quân cờ được một thế lực lớn tu chân giới bày ra ở địa cầu, cũng vì bảo tàng kia. Ở trong mắt Lữ Xuân Thu, Dương Bách Xuyên muốn phá hỏng kế hoạch của ông, đoạt đồ ăn trong miệng ông. Lữ Xuân Thu có thể đi vào địa cầu từ tu chân giới, hiển nhiên thực lực không tệ, hơn nữa nói đi nói lại, Lữ Xuân Thu cũng chính là một quân cờ của người khác. Nhưng Lữ Xuân Thu không phải hạng người tình nguyện bình phàm, trong vô số năm tháng, ông hao tổn tâm cơ, khống chế một vài nhân tố không yên phận, hiện tại toàn Hoa Hạ đều nằm trong sự khống chế của ông. Ông cũng không muốn làm quân cờ của người khác, chỉ cần có được bảo tàng địa cầu, có thể làm chủ vận mệnh của bản thân, không bị thế lực lớn phía sau thao túng. Vì vậy khi ông biết được Dương Bách Xuyên đã động sát tâm, không nghĩ đến Dương Bách Xuyên lại đi vào bí địa Trường Bạch, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thông đạo với Sơn Hải giới của bí địa Trường Bạch cũng hỏng mất, vì vậy Dương Bách Xuyên và các võ cổ giả năm đó đều tiến vào Sơn Hải giới. Sau khi Dương Bách Xuyên biến mất, Lữ Xuân Thu cũng thở ra một hơi, biến mất càng tốt, dù sao bí địa Trường Bạch đã hỏng, lúc ấy Lữ Xuân Thu đã nghĩ tốt nhất Dương Bách Xuyên đừng trở về. Các thông đạo khác trên địa cầu đều bị ông phá hủy, không thể hủy diệt cũng đã phong ấn, phái người bảo vệ, không có sự cho phép của ông. Địa cầu và Sơn Hải giới đừng nghĩ bước vào nhau. Nhưng thường thường người định không bằng trời định, cách 6 năm, Dương Bách Xuyên đột nhiên trở về. Lần này làm cho Lữ Xuân Thu rất bất an, dưới sự khống chế của ông, không có bất cứ thông đạo nào có dị động, nhưng cố tình Dương Bách Xuyên về được địa cầu, vậy chỉ có một khả năng. Hoặc Dương Bách Xuyên xé rách hư không về địa cầu, hoặc có đại nhân vậy đưa cậu ta về. Chỉ cần là người có thể xé rách hư không. Không có một người là hạng người đơn giản, thực lực ít nhất cũng tương đương ông, thậm chí cao hơn. Sau khi phát hiện Dương Bách Xuyên trở về, Lữ Xuân Thu đã động sát tâm, muốn đi giết Dương Bách Xuyên, nhưng sắp ra tay ông lại đánh mất ý niệm này. Ở trong lòng ông, sau lưng Dương Bách Xuyên có đại nhân vật thế lực lớn, không thể giết, giết ngược lại sẽ làm người phía sau Dương Bách Xuyên cảnh giác, đến lúc đó cao thủ siêu cấp đến địa cầu, đó sẽ là điều bất lợi với ông. Vì vậy phái Ngô Nam đến Vân Môn tìm hiểu tin tức, hơn nữa mời Dương Bách Xuyên đến gặp mặt, ông phải biết được thế lực sau lưng Dương Bách Xuyên có mưu đồ bảo tàng địa cầu giống như mình hay không. Vừa rồi ám chỉ không hy vọng trên địa cầu xuất hiện người trên hư cảnh, hơn nữa làm Dương Bách Xuyên rời khỏi địa cầu, chỉ muốn thử xem phản ứng của Dương Bách Xuyên. Ai biết Dương Bách Xuyên sẽ trực tiếp nhảy ra một câu, không tính toán trở về Sơn Hải giới, định cư lâu dài ở địa cầu. Lần này sát ý trong lòng Lữ Xuân Thu trực tiếp bùng nổ. Nếu Dương Bách Xuyên không muốn trở về Sơn Hải giới, Lữ Xuân Thu lại cho anh một lựa chọn rộng rãi, muốn chịu sự khống chế của ông. Nhưng hình như Dương Bách Xuyên không hề bị uy hiếp đến, nhèo mắt nói một câu, ông đang uy hiếp tôi. Lúc này Lữ Xuân Thu thực sự rất muốn chụp chết Dương Bách Xuyên cho xong việc, nhưng đối diện với ánh mắt của ông, Dương Bách Xuyên lại không chút sợ hãi, ngược lại làm Lữ Xuân Thu cảnh giác. Dần dần sát ý trong lòng tan đi, Lữ Xuân Thu biết giết Dương Bách Xuyên rất dễ, nhưng gặp phải thế lực sau lưng Dương Bách Xuyên mới là rắc rối lớn. So với việc giết chết Dương Bách Xuyên, gặp phải một cường giả có tu vi giống ông, thậm chí cao hơn đến địa cầu chen một chân vào, không bằng giữ lại Dương Bách Xuyên. Lữ Xuân Thu không tiếc hạ vốn gốc cho Dương Bách Xuyên ba cốc rượu bảo, thật ra muốn thử lực lượng nguyên anh bị phong ấn trong cơ thể của Dương Bách Xuyên,
muốn nhìn xem là thủ đoạn của thần thánh phương nào. Kết quả thử một chút lại làm Lữ Xuân Thu kinh hãi, thông qua ba cốc rượu, ông thử ra được lực lượng phong ấn nguyên anh của Dương Bách Xuyên vô cùng cường đại, ông không nhìn ra được đó là công pháp truyền thừa gì, là lực lượng thần hồn cường đại phong ấn, loại lực lượng này đã vượt qua Lữ Xuân Thu rất nhiều lần. Cũng thử ra được, ngộ tính của Dương Bách Xuyên thực sự nghịch thiên. Chỉ với ánh mắt đầu tiên ông đã nhìn ra được cảnh giới tu vi của Dương Bách Xuyên, không nghĩ đến một tên nhóc nguyên anh lại có thể tiêu hóa ba cốc rượu bảo của ông trong vòng chưa đầy ba ngày, tư chất thực sự yêu nghiệt. Ở trong mắt của Lữ Xuân Thu, tư chất yêu nghiệt như vậy càng làm cho ông thêm nhận định Dương Bách Xuyên là đệ tử truyền thừa của thế lực lớn hoặc đại nhân vật nào đó. Lúc này Lữ Xuân Thu đối mặt với ánh mắt không chút sợ hãi của Dương Bách Xuyên, trong lòng rất kinh dị. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra sau lưng tên nhóc này có chỗ dựa lớn, không thể động. Không bằng hợp tác, giết cậu ta sẽ trêu chọc phải cao thủ. Đối với Dương Bách Xuyên, suýt chút nữa anh hỏng mất, vừa rồi đối mặt với Lữ Xuân Thu, anh cảm giác được Lữ Xuân Thu thực sự giống như một con mãnh thú tiền sử, chỉ cần vươn đầu lưỡi là có thể cắn nuốt anh. Cố ý nói không rời đi địa cầu bởi vì không chịu nổi uy hiếp của Lữ Xuân Thu, anh cũng chỉ đánh cuộc một phen, cũng may đánh cuộc chính xác. Lữ Xuân Thu không ra tay với anh. Chờ đến khi Lữ Xuân Thu cười ha ha nói chuyện, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thở ra một hơi. Trên thực tế sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nói thầm trong lòng, tên biến thái này quá khủng bố, không biết tu vi của ông ta là gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên bị Lữ Xuân Thu dọa không nhẹ, nhưng nghe thấy Lữ Xuân Thu nói thì anh biết đối phương đã từ bỏ sát ý với mình. Có thể nói chuyện đàng hoàng. Thật ra không phải Dương Bách Xuyên không hề có nghi vấn nào, anh muốn hỏi Lữ Xuân Thu một chút. Ngoài mặt anh lại tỏ vẻ thả lỏng nói, rửa tai lắng nghe. Dương Bách Xuyên càng bình tĩnh thì Lữ Xuân Thu càng cảm thấy suy đoán của mình không sai. Lữ Xuân Thu nhìn Dương Bách Xuyên cười, nói, hiện tại không có người ngoài, lão phu nói thẳng với cậu, cậu nói người sau lưng cậu cũng đang tìm bảo tàng ở trái đất đúng không? Dương Bách Xuyên nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên tên biến thái này có bí mật ở trái đất. Trong đầu anh chợt nghĩ tới Phong Vân Thần Khuyển lúc trước gặp phải ở bí địa Trường Bạch. Lúc trước Phong Vân Thần Khuyển bị dây chó yêu nhốt 3.000 năm là vì hắn tới trái đất dính tới thần mộ viên. Theo lời Phong Vân Thần Khuyển Phong Vân Dạ Lang, hắn bị chủ nhân của kiếm đồ Long Bạch Trường Mi trấn áp. Nói cách khác Bạch Trường Mi là thủ hộ giả của thần mộ viên, hơn nữa trái đất trong miệng Phong Vân Thần Khuyển Phong Vân Dạ Lang gọi là bổn nguyên giới gì đó. Anh nhớ lão già cũng đã nói về sự tồn tại của bổn nguyên giới thần mộ viên luôn là truyền thuyết ở tu chân giới. Rất hiển nhiên bí mật lớn nhất của trái đất hoặc bổn nguyên giới thu hút sự chú ý của người tu chân giới rộng lớn, thần mộ viên là một bảo tàng lớn. Hiện tại Lữ Xuân Thu nói vậy, Dương Bách Xuyên rất tự nhiên nghĩ tới thần mộ viên. Nghĩ vậy Dương Bách Xuyên thử thăm dò, bảo tàng mà tiền bối nói chính là thần mộ viên ư. Dương Bách Xuyên vừa nói xong thì nhìn ánh mắt của Lữ Xuân Thu chăm chú, chỉ thấy trong đôi mắt của anh ta bừng sáng, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Có điều cảm xúc không ổn định của Lữ Xuân Thu cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, nó lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, anh ta sâu kín nói, xem ra chúng ta có cùng một mục tiêu rồi. Những lời này tương đương với việc thừa nhận bảo tàng mà ông ta nói chính là thần mộ viên, mà Dương Bách Xuyên cũng đã đoán đúng. Đoán đúng thì đoán đúng. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy nguy cơ đáng sợ từ trong ánh mắt của Lữ Xuân Thu, điều này khiến trong lòng anh rất bất an. Có thể thấy Lữ Xuân Thu vô cùng để ý tới thần mộ viên, có dục vọng chiếm đoạt cực kỳ mãnh liệt. Thế nhưng Dương Bách Xuyên nhớ rõ lúc trước đụng phải Phong Vân Thần Khuyển, hắn đã từng nói người canh giữ thần mộ viên là phù đồ kiếm tông của tu chân giới Bạch Trường Mi, một vị cường giả đại thừa đỉnh phong. Cũng không ai biết cuối cùng vươn thần mộ nằm ở chỗ nào trên trái đất. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lữ Xuân Thu thì hình như đã tìm được sự tồn tại của thần mộ viên. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã biết một vài ý nghĩ của Lữ Xuân Thu, hẳn là anh ta không muốn để mình dính vào, anh ta cho là phía sau anh có thế lực lớn và nhân vật lớn nên không muốn để anh dính tới thần mộ viên, vì vậy lúc trước mới động sát ý với anh. Nghĩ vậy thì Dương Bách Xuyên biết cuộc nói chuyện với Lữ Xuân Thu phải thay đổi, tốt nhất không thể để tên biến thái này cho rằng mình tranh giành lợi ích với anh ta. Bây giờ Lữ Xuân Thu có thể tha cho anh, chưa biết chừng sau này sẽ không. Lúc tên biến thái này nói tới hai chữ bảo tàng thì vẻ mặt vô cùng gấp gáp. Nói thật,
Dương Bách Xuyên căn bản không có hứng thú gì với Thần Mộ Viên, sở dĩ ban đầu mạnh miệng với Lữ Xuân Thu là vì không chịu nổi đe dọa trong lời nói của anh ta. Mà bây giờ nếu Dương Bách Xuyên đã biết suy nghĩ của Lữ Xuân Thu thì hoàn toàn không cần phải trở mặt với anh ta, tự nhiên khiến trong lòng Lữ Xuân Thu sinh lòng chán ghét và cảnh giác mình. Dù sao Thần Mộ Viên thần bí hay không anh cũng không quan tâm, điều trong lòng anh quan tâm là người thân bạn bè ở trái đất. Nếu để Lữ Xuân Thu đề phòng lo lắng khắp nơi thì không phải là chuyện tốt với anh. Với Vân Môn cũng không có lợi, sớm muộn gì anh cũng sẽ rời khỏi, chỉ là tạm thời vẫn chưa đi, đầu tiên là phải ở bên bà nội đến hết đoạn đường cuối cùng, thứ hai là anh phải khôi phục tu vi mới được. Lần này nói không chừng là một năm, hai năm, hoặc là lâu hơn, nhưng tuyệt đối sẽ đi. Bởi vì ở Sơn Hải giới còn có Hầu Đậu Đậu, Chồn Nhỏ Hương Hương, còn phải tìm đại đồ đệ Độc Cô Hối, tam đồ đệ Võ Kiếm, còn có mấy người Hạ Lộ, rất nhiều người đang chờ anh đi tìm, đó là một phần trách nhiệm, cũng là chuyện tất yếu trong đạo tâm bình thường của anh. Vì vậy Dương Bách Xuyên chuẩn bị nói rõ ràng với Lữ Xuân Thu, anh sẽ không nảy sinh xung đột lợi ích với anh ta, anh chỉ muốn Vân Môn trái đất bình an, không có ý đồ với Thần Mộ Viên. Nghĩ tới đây Dương Bách Xuyên nhìn Lữ Xuân Thu lắc đầu nói, không không không, giữa tôi và tiền bối không có cùng một mục tiêu. Đáng lẽ Lữ Xuân Thu cũng định lùi một bước, hợp tác với Dương Bách Xuyên, hay nói cách khác là thế lực sau lưng Dương Bách Xuyên, nhưng nghe Dương Bách Xuyên nói vậy anh ta còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên đại diện thế lực muốn một mình nuốt trọn bảo tàng Thần Mộ Viên, sắc mặt của anh ta lập tức u ám, có phải các người tham lam quá rồi không? Nói thật cho cậu biết, nếu không có lão phu thì cho dù thế lực sau lưng thằng nhóc cậu có lớn hơn nữa, cuối cùng tu vi thông huyền cũng đừng hòng tìm được chỗ của Mộ Viên. Dương Bách Xuyên nghe Lữ Xuân Thu nói thế thì biết anh ta đã hiểu lầm, anh cười khổ nói, tiền bối anh nghĩ nhiều rồi, ý của tôi là tôi không có một chút hứng thú nào với Thần Mộ Viên. Dương Bách Xuyên nói tới đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp, kỳ thật lúc trước tôi nói định cư lâu dài ở trái đất chỉ là nói mà thôi, đợi sau khi tôi khôi phục tu vi thì sẽ dẫn tất cả đệ tử từ trúc cơ trở lên của Vân Môn đến Sơn Hải giới, bao gồm võ cổ giả, chỉ cần tu vi đột phá hư cảnh thì tôi đều có thể cùng đưa theo rời khỏi trái đất. Không biết tôi nói vậy tiền bối đã hài lòng chưa? Đợi Dương Bách Xuyên nói xong, Lữ Xuân Thu liền bối rối, nhưng trong lòng anh ta lại mừng rỡ. Có điều anh ta vẫn ôm lòng hoài nghi với lời nói của Dương Bách Xuyên, ánh mắt nhìn anh lộ vẻ khó hiểu. Về việc này tất nhiên Dương Bách Xuyên biết Lữ Xuân Thu sẽ không dễ dàng tin tưởng, vì vậy anh giơ tay lên thề từng chữ tôi nói đều là thật. Lần này Lữ Xuân Thu đã nở nụ cười, lời thề của người tu chân sẽ được thiên đạo công nhận. Không phải muốn thề là thề, nếu Dương Bách Xuyên đã dám thề thì chứng minh Dương Bách Xuyên không nói dối. Như vậy tảng đá lớn trong lòng Lữ Xuân Thu cũng buông xuống, anh ta đã nhắm tới Thần Mộ Viên quá lâu, tổn hao nhiều thời gian và tinh lực mới tìm được vị trí, nhưng đến nay vẫn chưa tiến vào Thần Mộ Viên. Cho dù là Thần Mộ Viên cũng có quy luật nào đó tồn tại, tìm được cửa vào của TMN, cũng có sức mạnh canh giữ. Anh ta đang nghĩ đủ mọi cách cố gắng tiến vào Thần Mộ Viên. Mấy ngày nữa chính là thời gian cửa, anh ta cần phải đi vào cửa Thần Mộ Viên, thử mở cổng lớn của Thần Mộ Viên lần nữa. Nếu đã đi thì anh ta không hy vọng trái đất xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, mà Dương Bách Xuyên chính là điều ngoài ý muốn duy nhất. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự không để ý tới Thần Mộ Viên thì anh ta có thể yên tâm tới cửa Thần Mộ Viên. Nghĩ tới đây trong lòng của Lữ Xuân Thu mừng rỡ, cuối cùng cũng lộ ý cười nói, cậu đã biết Thần Mộ Viên thì nên biết Thần Mộ Viên có ý nghĩa thế nào. Chẳng lẽ cậu thật sự không có suy nghĩ gì sao? Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, thật sự không có, nói thật ra bây giờ tu vi của tôi tạm mất, không có năng lực đó. Cho dù tu vi không bị mất thì một nguyên anh nho nhỏ như tôi cũng không sánh bằng tu vi của tiền bối, không dính nổi vào bảo tàng kia, vì vậy thời gian tiếp theo ở trái đất tôi chỉ muốn yên ổn ở trái đất trải qua cuộc sống của người bình thường, tranh thủ sớm ngày mở phong ấn, đến lúc đó tôi sẽ rời trái đất đến Sơn Hải giới. Ở Sơn Hải giới tôi vẫn còn rất nhiều bạ bè, trái đất trung quy không thích hợp để tu chân. Tiền bối cứ yên tâm đi, tôi sẽ không gây thêm rắc rối cho anh, cũng hy vọng anh đừng nhìn chằm chằm tôi, chúng ta ai đi đường nấy, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Lần này Lữ Xuân Thu nở nụ cười từ tận đáy lòng, đột nhiên anh ta nghĩ tới những chuyện điều tra được của Dương Bách Xuyên, kỳ thật phát hiện một điểm yếu của Dương Bách Xuyên, thằng nhóc này rất trọng tình cảm. So với Thần Mộ Viên thì tất nhiên Dương Bách Xuyên sẽ chọn người thân bạn bè, vì vậy anh ta không hoài nghi anh nữa, cười ha ha nói, như vậy cực kỳ tốt,
nếu như thằng nhóc cậu đã nói tới mức này thì lão phu cũng không hẹp hòi. Nói thật cho cậu biết, 3 ngày sau lão phu sẽ đi tới chỗ đó, có lẽ sẽ rất lâu, nói không chừng là vài năm, hoặc là vài chục năm. Vì vậy cậu cũng yên tâm đi, lão phu sẽ không gây phiền phức cho cậu, nhưng có một chuyện cậu phải hứa với lão phu, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ cho cậu biết tung tích của mỹ nhân Ngư Hạ Lộ ở Sơn Hải Giới. Hơn nữa cậu đi rồi, lão phu sẽ bảo vệ đám đệ tử còn ở lại vân môn của cậu. Mời tiền bối nói, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động. Lúc đi hãy thực hiện lời hứa của cậu, đưa tất cả những người có tu vi đạt tới kim đan của Trung Quốc tới Sơn Hải Giới cho lão phu. Làm vậy lão phu cũng không hoàn toàn là vì lòng riêng mà cũng là cân nhắc cho sự bình yên của Trung Quốc. Hơn nữa lão phu hứa với cậu, nếu sau này cậu vẫn trở lại trái đất, lão phu sẽ nói cho cậu biết vị trí của thần mộ viên một cách vô điều kiện, những chuyện này lão phu cũng thề. Được, tôi và anh mỗi người tự thề dưới thiên đạo. Đến tận lúc này một già một trẻ đã đạt được thỏa thuận, sau khi thảo luận một số điều thì mỗi người đều dùng tinh huyết của bản thân làm môi giới lập lời thề thiên đạo. Ngày hôm sau, Dương Bách Xuyên rời khỏi đế đô trở về vân môn. Quỹ đạo cuộc sống cũng đi đúng hướng, tới đế đô gặp Lữ Xuân Thu, hữu kinh vô hiểm, kỳ thật anh đã đạt được lợi ích không nhỏ. 3 ly rượu mà Lữ Xuân Thu tặng hiển nhiên đã mở ra một phương hướng cho việc cảm ngộ thiên đạo mở phong ân nguyên anh của anh, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày tu vi của anh trở về. Anh và Lữ Xuân Thu mỗi người tự đưa ra lời thề, cho vân môn một sự ổn định. Sau này anh tới Sơn Hải Giới không thể đưa tất cả đệ tử vân môn đi, chỉ có thể đưa đám đệ tử tu vi đã đạt tới kim đan. Mà những đệ tử còn lại của vân môn thì ở lại trái đất, làm gốc rễ cho vân môn. Đã có lời thề của cường giả mà anh không biết có tu vi thế nào Lữ Xuân Thu, anh ta sẽ không ra tay với vân môn, thậm chí bảo vệ nền móng của vân môn. Dương Bách Xuyên tin rằng sau này cho dù anh rời khỏi thì vân môn cũng có thể tồn tại lâu dài. Sau khi trở về, cuộc sống của Dương Bách Xuyên quay về như cũ, mỗi ngày liếc mắt đưa tình với mấy người phụ nữ, đi dạo trò chuyện với bà nội, trêu chọc cháu ngoại trai Man Man đang dần lớn lên. Thỉnh thoảng có hứng Dương Bách Xuyên sẽ đến động thiên của vân môn chỉ điểm cho đệ tử vân môn tu luyện một chút, cuộc sống có thể nói là tự do tự tại, muôn màu muôn vẻ. Chỉ chớp mắt hơn nửa năm đã trôi qua trong lúc vô tình, đã đến cuối năm, năm sau chính là thời gian hôn lễ với mấy người phụ nữ đã định ra với bà nội. Người của cả vân môn cũng bắt đầu bận rộn. Mọi người đều biết môn chủ nhà mình sắp cử hành hôn lễ, dưới sự chủ trì của đại quản gia vân môn Trần Thất Tiên, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ từ lâu. Hôm nay Dương Bách Xuyên và bà nội đi dạo trở về, mới ngồi xuống uống trà thì Khâu Vân đã vội vội vàng vàng chạy vào nói tiên. Tiên sinh, mau, mau lên, chị vô tình sắp độ kiếp rồi. Trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động, sắc mặt cũng thay đổi. Người đầu tiên nghênh đón thiên kiếp kim đan của cả vân môn đã xuất hiện, là Độc Cô Vô Tình, cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Dương Bách Xuyên xông vào động thiên của vân môn đầu tiên, anh vừa đi vào đã thấy bầu trời phía trên vân môn sấm chớp vang dội. Độc Cô Vô Tình đứng trên một khoảng đất trống, có chút bó tay chịu trói. Tuy rằng cô từng nghe Dương Bách Xuyên nói tới thiên kiếp kim đan, nhưng khi thiên kiếp thật sự giáng xuống thì cô mới biết uy thế của thiên uy kinh khủng đáng sợ cỡ nào. Cô có chút bị dọa sợ. Dương Bách Xuyên nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn, vốn cho rằng ở trong động thiên của vân môn thì có thể tránh né thiên kiếp. Ai ngờ thiên kiếp nên tới vẫn tới, điều này cho thấy bên dưới thiên đạo, mọi thứ đều không có chỗ ẩn náu. Đừng thấy động thiên của vân môn là một tiểu thế giới, nhưng nó vẫn nằm bên trong đại đạo, chỉ cần tu vi đạt tới thì tất nhiên thiên kiếp sẽ giáng xuống. Thiên kiếp của Độc Cô Vô Tình, nhìn từ mây thiên kiếp đang không ngừng tụ lại. Hình như cũng không nhỏ. Trong lòng Dương Bách Xuyên lập tức cảm thấy nặng nề, nhưng trên mặt anh mang theo nụ cười nhẹ nhàng đi tới Độc Cô Vô Tình. Để độ kiếp đầu tiên tâm tính phải thả lỏng, không được có áp lực trong lòng. Nếu như ngay từ đầu trong lòng đã có lo ngại thì 89 phần 10 sẽ độ kiếp thất bại. Một khi độ kiếp thất bại cũng có nghĩa mạng sống đã đến hồi kết. Vì vậy ngay từ đầu Dương Bách Xuyên đã truyền thụ cho mấy người phụ nữ và tất cả mọi người trong vân môn độ kiếp quan trọng là phải có niềm tin chắc chắn sẽ vượt qua, trong lòng xem thiên kiếp như một lần thử thách trong tu luyện là được, không được có gánh nặng trong lòng. Mà Độc Cô Vô Tình thấy Dương Bách Xuyên vội vàng chạy đến, sau khi nhìn thấy nụ cười trên mặt anh thì chẳng hiểu sao trong lòng thả lỏng, áp lực do thiên kiếp mang tới trong lòng biến mất hơn phân nửa. Trong lòng cô, chỉ cần có Dương Bách Xuyên thì không cần phải sợ gì hết. Đừng lo lắng,
chỉ là một tiểu thiên kiếp mà thôi, sấm to mưa nhỏ, lấy thực lực của em ra, vượt qua từng tia thiên kiếp là được, không cần có chút áp lực nào trong lòng, mọi chuyện đều có tôi đây. Trong lúc nói chuyện Dương Bách Xuyên ôm Độc Cô Vô Tình một cái. Ừ, nhất định em sẽ vượt qua. Độc Cô Vô Tình dựa vào ngực Dương Bách Xuyên, giọng điệu kiên định trả lời, nỗi sợ thiên kiếp trong lòng biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là tự tin vô tận. Kỳ thật tính ra cô là người duy nhất có tu vi cao nhất TNG Vân Môn ngoại trừ chị em nhà họ Lục, nếu chỉ tính trong số phụ nữ của Dương Bách Xuyên thì cô đứng thứ nhất. Nghĩ tới chuyện này trong lòng Độc Cô Vô Tình vui mừng một cách khó hiểu, tuy rằng cô không được làm chính cung nhưng có thể làm người có thực lực đứng đầu trong mấy người phụ nữ trong lòng anh là đủ rồi. Vì vậy cô cũng thầm nói với bản thân, nhất định phải vượt qua thiên kiếp. Sau khi Dương Bách Xuyên khuyên bảo Độc Cô Vô Tình, anh xoay người lui ra. Bây giờ thiên kiếp đã chuẩn bị xong, tia lôi kiếp đầu tiên có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào, Dương Bách Xuyên không dám đứng bên cạnh Độc Cô Vô Tình, nếu không ngược lại sẽ gia tăng uy lực thiên kiếp của cô. Giờ phút này tất cả mọi người của Động Thiên Vân Môn đều vây quanh Độc Cô Vô Tình, đương nhiên đều ở cách hơn trăm thước để quan sát độ kiếp. Với bọn họ thì đây là một cơ hội hiếm thấy. Trên toàn bộ trái đất, việc Độc Cô Vô Tình vượt thiên kiếp xem như mở ra tiền lệ, ít nhất trong vòng mấy trăm năm là như thế. Bất kể là đệ tử Vân Môn hay môn nhân đệ tử của tất cả thế lực giới võ cổ đều từ bỏ việc tu luyện, tới quan sát Độc Cô Vô Tình độ kiếp. Bên cạnh Dương Bách Xuyên có rất nhiều người, Triệu Nam, Ninh Kha, Lâm Hoan, Bộ Thanh Mai, U Dương Ngọc Thanh, Viên Kim Phượng, em gái Dương San San, Lưu Tích Kỳ, Lý Đại Nghị vân vân, người nên tới đều tới. Trên thực tế đám người bọn họ từ khi động thiên của Vân Môn mở ra cơ bản chưa từng ra ngoài, tất cả đều ở trong động thiên dốc lòng tu luyện. Trưởng giáo tông chủ các tông môn võ cổ lớn cũng đều tụ họp. Dương Bách Xuyên có hạn chế đệ tử của tất cả thế lực giới võ cổ, trong vòng một năm không cho phép bọn họ ra khỏi động thiên của Vân Môn, thế nhưng với trưởng giáo trực lưu của các thế lực lớn lại không nghiêm khắc như vậy, suy cho cùng vẫn cho một chút mặt mũi, cho phép bọn họ tự do ra vào động thiên của Vân Môn. Những người này cũng thức thời, biết cơ hội Dương Bách Xuyên cho khó có được nên sau khi đi vào cũng mỗi người cũng dựa theo yêu cầu về đệ tử môn nhân của mình mà làm, không hề ra ngoài, hôm nay Độc Cô Vô Tình vượt thiên kiếp kim đan, cả đám bọn họ cũng ngừng bế quan. Trong đó trong lòng mấy người hư cảnh là kích động nhất, bởi vì dựa theo giảng giải của Dương Bách Xuyên thì hư cảnh chính là chuẩn kim đan, nhưng nhất định phải vượt qua thiên kiếp mới tính là cảnh giới kim đan chân chính. Vì vậy việc quan sát Độc Cô Vô Tình độ kiếp thật sự là cơ duyên hiếm có với những người sớm muộn gì cũng bước vào kim đan như bọn họ. Đã được quan sát thiên kiếp của Độc Cô Vô Tình, đến lúc đó bọn họ vượt thiên kiếp sẽ biết chuyện gì xảy ra. Mắt cả đám không chấp lấy một cái, nhìn trên đầu Độc Cô Vô Tình trực tiếp ngưng tụ thành một mảng mây thiên kiếp lớn. Vào một lúc nào đó, một tiếng ầm ầm vang lên trong mây thiên kiếp từ ngọn núi ở phía chân trời, tia chớp đột nhiên từ trong mây thiên kiếp đánh xuống. Tới rồi, Dương Bách Xuyên nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn về phía chân trời, trong mây thiên kiếp giáng xuống tia sét đầu tiên. Anh không khỏi nhíu mày, trong mắt anh thì hình như thiên kiếp kim đan của Độc Cô Vô Tình đã vượt qua tam cửu thiên kiếp. Là tứ cửu, hay là ngũ cửu, Dương Bách Xuyên không biết, nhưng về mặt khí thế thì nhất định đã vượt qua tam cửu thiên kiếp. Điều này khiến trong lòng anh hơi lo lắng, nên biết người bình thường vượt thiên kiếp kim đan cũng chỉ là nhất cửu thiên kiếp, nhị cửu thiên kiếp, tối đa là tam cửu thiên kiếp. Mà cho dù là tam cửu thiên kiếp cũng có khoảng chừng 72 tia lôi điện, nếu vượt qua tam cửu thiên kiếp, hiển nhiên sẽ rất đáng sợ. Nhưng từ một góc độ khác thì cũng chứng minh thiên phú của Độc Cô Vô Tình tốt. Cấp bậc cao thấp của thiên kiếp do hai phương diện tạo thành. Đầu tiên là trong tay người độ kiếp tạo càng nhiều sát nghiệt thì cấp bậc thiên kiếp sẽ càng cao, về mặt này Dương Bách Xuyên biết Độc Cô Vô Tình không tạo sát nghiệt gì. Ở trái đất cũng sẽ không có quá nhiều. Không phải loại đầu tiên thì cũng chỉ có thể là loại thứ hai, thiên phú tu luyện của Độc Cô Vô Tình mạnh, vì vậy cấp bậc thiên kiếp của cô mới cao như thế. Thế nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại hy vọng tốt nhất Độc Cô Vô Tình chỉ là nhất cửu thiên kiếp, cho dù tư chất bình thường một chút cũng tốt hơn vì thiên phú cao mà thiên kiếp vô cùng mạnh, hơn nữa còn gặp nguy hiểm tới tính mạng. Cho dù là nhất cửu thiên kiếp thấp nhất cũng đã thể hiện đủ uy thế của sấm sét. Huống chi là vượt qua tam cửu thiên kiếp trở lên. Sẽ không có chuyện gì chứ. Triệu Nam cực kỳ thông minh, cô ấy đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên vừa cảm giác được tâm trạng của anh trầm xuống thì trong giọng nói mang theo lo lắng hỏi.
Dương Bách Xuyên nhìn về phía tia lôi kiếp đầu tiên giáng xuống ở chân trời, trầm thấp nói, nhìn từ tia lôi kiếp đầu tiên thì ít nhất vượt qua tam cửu thiên kiếp, chỉ mong vô tình tính tình thiện lương, có thể vượt qua được. Trong lúc nói chuyện giọng điệu của anh mang theo sự run rẩy vô tình. Đối mặt với độc cô vô tình độc kiếp, nói không căng thẳng là giả. Nhưng nhìn thấy gương mặt tràn đầy tự tin của độc cô vô tình, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng thở ra một hơi, đối với thiên kiếp trung quy vẫn phải dựa vào lòng tin. Chỉ cần có lòng tin vượt qua được, cho dù cơ thể bị thương nghiêm trọng đến đâu thì Dương Bách Xuyên cũng có nước sinh mệnh để khôi phục, chỉ cần ý thức vẫn còn chính là thần hồn vẫn còn thì anh sẽ có cách. Ầm ầm, tia thiên kiếp đầu tiên bổ lên người độc cô vô tình. Mà toàn thân độc cô vô tình vận chuyển chân khí cứng rắn chống đỡ. Ầm ầm, ngay sau đó là hai tia thiên kiếp liên tiếp, căn bản không cho độc cô vô tình thời gian mà đánh thẳng lên người. Trước sau ba lượt thiên kiếp, đánh xuống không ngừng, trực tiếp đánh xuống. Phụt, ba lượt thiên kiếp độc cô vô tình đều tay không tấc sắt chịu đựng, nhưng cô cũng phun ra một búng máu, hiển nhiên ba lượt thiên kiếp cũng không dễ chịu. Lúc này thiên kiếp mới ngừng lại một chút. Ầm ầm, trong mây thiên kiếp ở phía chân trời, hiển nhiên thiên kiếp lợi hại hơn đang chuẩn bị giáng xuống. Giờ phút này chỉ thấy độc cô vô tình ánh mắt sắc bén nhìn về phía mây thiên kiếp ở phía chân trời, tính tình không chịu thua bùng nổ, trong tay lóe sáng, cổ kiếm truyền thừa của nhà độc cô xuất hiện trong tay, là một thanh linh khí hạ phẩm, sau khi bị cô thúc giục chân khí thì vang lên ong ong. Ầm ầm, từng tia thiên kiếp uy lực lớn hơn giáng xuống, giống như muốn triệt để bổ độc cô vô tình thành cho tàn. Tiếng la hét vang lên khắp hiện trường. Sau khi bị Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng thì lập tức tắt ngúm, lúc độ kiếp kiêng kỵ nhất là từng tiếng la hét ồn ào, từ đó ảnh hưởng tới tâm thần của người độ kiếp. Cả đám bị Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng thì câm như hến, không dám phát ra tiếng động. Bọn họ lại nhìn về phía độc cô vô tình. Chỉ thấy giờ phút này độc cô vô tình đã hoàn toàn bị lôi kiếp bao vây trong sấm sét vang dội, cực kỳ đáng sợ. Không ai biết độc cô vô tình đã vượt qua bao nhiêu tia lôi kiếp trong cơn mưa sấm sét, dù sao trong mắt người đang quan sát thì lôi kiếp không hề dừng lại. Chỉ có người từng đích thân trải qua thiên kiếp như Dương Bách Xuyên mới biết trong 10 hơi thở ngắn ngủi độc cô vô tình đã chịu đựng cả 36 tia lôi kiếp, như vậy cũng có nghĩa thiên kiếp kim đan của độc cô vô tình là tứ cửu thiên kiếp. Sau khi 36 tia lôi kiếp trôi qua, trong sân đã bụi đất đầy trời, không nhìn thấy bóng dáng của độc cô vô tình. Ngay khi Dương Bách Xuyên chuẩn bị tiến lên, mới bước ra nửa bước thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, anh chửi bới một tiếng, bà mẹ nó, là ngũ cửu thiên kiếp. Dương Bách Xuyên dừng bước trong tiếng chửi bới, ở phía chân trời lại nổi sấm, vốn tưởng rằng vượt qua 36 tia lôi kiếp là tứ cửu thiên kiếp đã coi như nghịch thiên, không ngờ rằng lại vang lên tiếng sấm, như vậy cho thấy là ngũ cửu thiên kiếp. Anh không biết độc cô vô tình còn có thể vượt qua hay không, chỉ có thể tức giận chửi ông trời một trận. Vốn cho rằng thiên kiếp kim đan của độc cô vô tình là tứ cửu thiên kiếp cũng đã là biến thái lắm rồi, không ngờ hiện tại biến thành ngũ cửu thiên kiếp. Đối với độc cô vô tình mà nói, điều này không biết là họa hay phúc. Tuy nói thiên kiếp càng cao chứng tỏ thiên phú tu luyện càng tốt, tiềm lực càng lớn, những điều kiện tiên quyết là có thể vượt qua mới được, phải còn mạng mới được. Nhìn thấy phía trên chân trời lại buông xuống lôi kiếp lần nữa. Dương Bách Xuyên rốt cuộc không thể duy trì bình tĩnh trong lòng nổi nữa, anh vô cùng lo lắng. Chốc lát sau khi bụi đất tan hết, bóng dáng độc cô vô tình xuất hiện. Mắt Dương Bách Xuyên lập tức đỏ lên khi nhìn thấy cô. Chỉ thấy tóc độc cô vô tình giờ phút này đang tán loạn tứ tung, khuôn mặt như ngọc biến thành cháy đen. Khóe miệng cô vương vết máu, quần áo trên người hoàn toàn bị lôi kiếp đánh cho thành tổ ong. Có thể tưởng tượng được uy lực của lôi kiếp vừa rồi ra sao? Cùng với việc cô đã phải chịu đựng áp lực và đau khổ bao nhiêu. Kiếm trong tay cô cũng phủ đầy vết rạn nứt, thoạt nhìn thì kiếm cổ của độc cô vô tình cổ kiếm cũng đã đi đến tình trạng lay lắt dầu hết đèn tắt sau một đợt thiên kiếp. Dẹt dẹt. Lúc này, tia lôi kiếp thứ nhất của ngũ cửu thiên kiếp đã tích tụ được đủ và buông xuống. Phá. Lại nghe độc cô vô tình bật một tiếng phá ra khỏi miệng, cô giơ kiếm đâm về phía thiên kiếp. Leng keng. Sau một tiếng sắt thép giao nhau, kiếm trong tay độc cô vô tình cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình mà đứt gãy thành từng khúc. Nhưng cũng xem như độc cô vô tình đã cố gắng cứng rắn chống đỡ được tia thiên kiếp này rồi.
Dương Bách Xuyên nghe giọng nói và nhìn sắc mặt của cô thì thấy yên tâm hơn phần nào. Nhìn Độc Cô Vô Tình như chật vật nhưng vẫn có sức mạnh chống đỡ. Ầm ầm ầm. Phía trên chân trời lại có tiếng sấm đùng đoàng, chỉ thấy Độc Cô Vô Tình hừ lạnh moi tiếng, tia sáng bạc ánh lên trong tay cô, một thanh kiếm cổ nữa lại xuất hiện. Dương Bách Xuyên vừa nhìn thấy vậy thì lập tức sửng sốt, khóe miệng anh nhếch lên. Thanh kiếm cổ mà trước đó bị hủy diệt của Độc Cô Vô Tình chính là kiếm gia truyền của họ Độc Cô, mà thanh kiếm còn lại xuất hiện trên tay cô lúc này là thanh kiếm cổ của Điện La Phù, hay có thể nói là một trong ba linh bảo của Điện Vân Môn. Linh bảo cấp bậc pháp khí có thể nói là mạnh hơn linh khí một cấp bậc, chỉ ở sau pháp khí tiên khí mà thôi. Trong tay Độc Cô Vô Tình có thanh kiếm cổ cấp bậc linh bảo này cũng khiến Dương Bách Xuyên an tâm hơn một chút. Dẹt dẹt. Tia lôi kiếp còn lại cuối cùng cũng buông xuống như mãnh thú. Dẹt dẹt, dẹt dẹt. Từng tia liên tiếp đánh xuống người Độc Cô Vô Tình. Mà Độc Cô Vô Tình thì thét dài một tiếng, thanh kiếm cổ cấp bậc linh bảo trong tay cô như biến thành một mặt trời nhỏ vậy. Nó tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt, trông cô cũng liều mạng hơn hẳn. Mỗi một tia thiên kiếp buông xuống, Dương Bách Xuyên và những người khác đều căng thẳng trong lòng, họ đổ mồ hôi lạnh thay cho Độc Cô Vô Tình. Ngũ cửu thiên kiếp cuối cùng, liên tiếp giáng xuống 8 tia. Tại nơi Độc Cô Vô Tình độ kiếp đã tạo thành một cái hố to có đường kính mười mấy mét, bụi đất bay tứ tung không thấy bóng dáng cô đâu. Ầm ầm ầm, rèn rẹt. Tia thiên kiếp cuối cùng của ngũ cửu thiên kiếp như sao băng rơi xuống, bổ thẳng vào cái hố to đó. Ầm. Tia thiên kiếp cuối cùng cũng là tia thiên kiếp thứ 40 lắm phát ra tiếng động rung trời. Nó bổ xuống hố to nơi có Độc Cô Vô Tình, khiến cho cả mặt đất đều chấn động vì nó. Tất cả những người đang quan sát thiên kiếp đều run sợ trong lòng. Lần này, mọi người mới có nhận thức rõ ràng về thiên kiếp. Trong lòng chỉ có hai chữ, đáng sợ. Thiên kiếp, uy lực to lớn, không thể coi thường. Tất cả mọi người đều run sợ trong lòng, nhận thức về thiên kiếp cũng rõ ràng hơn nhiều. Một đám đều suy nghĩ. Thành tựu đại đạo Kim Đan đương nhiên cũng rất huy hoàng, đạt được tiểu trường sinh, nhưng cái giá của thiên kiếp cũng không hề nhỏ. Thế gian quả nhiên không có việc may mắn như trên trời tự rơi xuống bánh có nhân, đạo lý vạn vật vạn việc tương sinh tương khắc cũng ứng trên con đường tu đạo. Có người đã hiểu ngay trong lòng, muốn đạt được thứ tốt thì đương nhiên phải trả cái giá tương ứng, cần phải xem xét đánh giá vài lần nữa trên con đường cầu đạo. Cũng có người nhìn không thấu nên sinh ra sợ hãi đối với thiên kiếp. Họ không hiểu rõ điều đó và gieo thành mầm tai họa trong lòng. Dương Bách Xuyên đảo qua một lượt những người ở đây, trong đám võ cổ giả có người ánh mắt kiên định, nhưng đa số mọi người đều có phần sợ hãi với thiên uy hơn. Dương Bách Xuyên biết phàm là những người sinh ra sợ hãi với thiên kiếp thì 8-9 phần 10 sẽ độ kiếp thất bại. Mà trong đám phụ nữ, anh liếc mắt qua một lượt thì lại thấy vui trong lòng. Có lẽ là do Vân Môn vốn chính là truyền thừa tu chân, chưa kể Lục Tuyết Hy cũng thường xuyên giảng giải về tri thức tu chân cho mọi người, hơn nữa sau khi trở về anh cũng có giải thích về uy lực của thiên kiếp cho các cô nên các cô khá bình thản với chuyện này. Nhưng không phải tất cả mọi người đều như thế, Dương Bách Xuyên liếc mắt thấy được một người trong đó đang vô cùng sợ hãi, toàn thân cô cũng đang run rẩy. Người này không phải ai khác mà chính là một trong những người phụ nữ của anh Bộ Thanh Mai. Điều đó khiến lòng Dương Bách Xuyên giật nảy lên. Chuyện anh lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra. Anh đã nghĩ không thể nào có chuyện tất cả mọi người đều có thể duy trì sự bình tĩnh và tâm thái cho tốt, nhưng không ngờ rằng Bộ Thanh Mai trong đám phụ nữ của mình lại là người thứ nhất không vượt qua nổi nỗi sợ trong lòng. Có sợ hãi đối với thiên kiếp, không vượt qua được nỗi sợ trong lòng sẽ khiến Mai này trong lòng ẩn chứa mầm tai họa thiên kiếp. Nếu thiên kiếp của Bộ Thanh Mai buông xuống nhưng cô lại không khắc phục được nỗi sợ trong lòng, chắc chắn rằng khả năng độ kiếp thất bại sẽ là 80-90%. Dương Bách Xuyên thở dài, mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, hiện tại anh cũng chỉ có thể để chuyện này của Bộ Thanh Mai ở trong lòng. Đợi hôm nay qua đi, anh sẽ tìm cô để tâm sự và khai đạo cho cô, để cô mất đi bóng ma tâm lý về thiên kiếp, nếu không sẽ phải trả giá bằng sinh mạng. Đối với cô nàng ngây thơ, thậm chí là trong sáng như tờ giấy trắng như Bộ Thanh Mai, đến tận bây giờ Dương Bách Xuyên cũng có tâm thái che chở cô. Nhưng anh không mong rằng cô sẽ có bóng ma tâm lý với thiên kiếp. Triệu Nam vẫn luôn đứng ở bên cạnh Dương Bách Xuyên,
tuy rằng cô ấy chỉ bàng quan đứng nhìn Độc Cô Vô Tình độ kiếp thôi nhưng trong lòng cũng như sông cuộn biển gầm, chỉ là bởi tố chất tâm lý cô ấy vững vàng nên thoáng suy nghĩ một chút cô ấy lập tức gạt đi nỗi sợ trong lòng. Sau khi bình tĩnh lại, Triệu Nam phát hiện ra được cơ thể của Dương Bách Xuyên đang run lên, sắc mặt anh có chút tái nhợt. Nhìn theo ánh mắt của Dương Bách Xuyên, cô ấy phát hiện ánh mắt của Dương Bách Xuyên không rơi xuống khu vực Độc Cô Vô Tình đang độ kiếp mà lại đặt lên người Bộ Thanh Mai. Khi Triệu Nam nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và cơ thể run rẩy của Bộ Thanh Mai, cô ấy biết ngay là Bộ Thanh Mai bị cảnh tượng này của Độc Cô Vô Tình dọa sợ rồi. Nhưng từ biểu cảm khó coi của Dương Bách Xuyên, hiển nhiên là Bộ Thanh Mai đã xảy ra vấn đề lớn, bởi thế Triệu Nam bắt lấy tay Dương Bách Xuyên, nhẹ giọng hỏi, sao thế? Em Bộ gặp chuyện gì à? Dương Bách Xuyên rất yên tâm về Triệu Nam, cô ấy vẫn luôn đứng ở bên cạnh mình. Dương Bách Xuyên cảm nhận được tuy lúc Triệu Nam nhìn thấy thiên kiếp cũng có sợ hãi, nhưng cô ấy lại là người điều chỉnh lại trạng thái nhanh nhất. Điều này chứng tỏ rằng tố chất tâm lý của cô ấy rất mạnh, có lẽ chuyện này liên quan đến cả tính cách hiếu thắng của cô ấy nữa, cũng chứng tỏ một điều rằng thường ngày cô ấy rất nghiêm túc kiên trì tu luyện. Bởi có được bản tính vững chãi như vậy nên cô ấy mới là người khiến anh thấy yên tâm nhất trong số những người phụ nữ của mình. Dương Bách Xuyên nắm chặt tay Triệu Nam, trầm giọng nói, đúng là nhóc Bộ có vấn đề, cô ấy có bóng ma đối với thiên kiếp, điều này sẽ tạo ra tâm ma cho cô ấy, đến lúc phải chống chọi với thiên kiếp anh sợ cô ấy không vượt qua nổi. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, lòng Triệu Nam cũng trùng xuống, cô ấy biết Dương Bách Xuyên có quyền lên tiếng nhất trên con đường tu luyện, nếu anh đã nói như vậy, chứng tỏ Bộ Thanh Mai quả thật sẽ gặp nguy hiểm. Thân là chính cung trong số những người phụ nữ của Dương Bách Xuyên, Triệu Nam cũng chỉ có thể an ủi anh, yên tâm đi, em Bộ vẫn luôn lương thiện như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, sau này anh hãy ở bên em ấy nhiều hơn, tích cực khai thông cho em ấy chắc là sẽ được thôi. Cũng chỉ có thể như thế. Dương Bách Xuyên gật đầu, nhìn Triệu Nam với ánh mắt dịu dàng, có một hồng nhan khéo hiểu lòng người như vậy, anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Dương Bách Xuyên cũng chỉ mới liếc qua những người phụ nữ của mình một cái. Phát hiện ngoại trừ Bộ Thanh Mai có phản ứng rất lớn thì những người phụ nữ khác đều ổn cả. Độ thiên kiếp hôm nay chắc là không có vấn đề gì đâu, dù sao thì thiên kiếp kim đan chỉ có thể xem như cửa thứ nhất của con đường tu chân mà thôi. Không nhìn những người khác thêm nữa, anh lại chuyển rời ánh mắt đến nơi Độc Cô Vô Tình đang độ kiếp. Nhưng mà Dương Bách Xuyên đã không chú ý rằng, trong số những người phụ nữ của mình, còn có một người phản ứng lớn hơn cả Bộ Thanh Mai. Chẳng qua cô ấy không biểu hiện ra bên ngoài thôi. Người phụ nữ đó chính là Viên Kim Phượng. Giờ phút này Viên Kim Phượng bất động đứng đằng sau mọi người, cơ thể không run rẩy rõ ràng như Bộ Thanh Mai nhưng sâu trong ánh mắt lại tràn ngập sự sợ hãi đến cùng cực. Cô ấy nhìn cảnh Độc Cô Vô Tình độ kiếp, trong đầu đều là liệu mình có thể độ nổi thiên kiếp có uy lực như thế hay không. Không ai phát hiện ra rằng đồng tử của Viên Kim Phượng đã mở rộng tới cực đại. Sau khi mọi người quan sát tình hình độ kiếp của Độc Cô Vô Tình xong và có đủ các loại phản ứng, tia thiên kiếp cuối cùng đánh xuống hố to có Độc Cô Vô Tình, tất cả khôi phục yên tĩnh. Mây thiên kiếp phía trên trời tan đi trong nháy mắt, hiện tại chỉ có hai khả năng, Độc Cô Vô Tình độ kiếp thành công, hoặc là thất bại. Trước tiên, Dương Bách Xuyên xông về phía hố lớn nơi Độc Cô Vô Tình độ kiếp, anh biết kiếp phân tán đi, liền biểu thị thiên kiếp của Độc Cô Vô Tình dừng lại ở ngũ cửu thiên kiếp. Lần này Độc Cô Vô Tình độ kim đan thiên kiếp chân chính 45 đạo. Thiên kiếp đẳng cấp ngũ cửu đã xem như thiên kiếp cấp bậc tầm trung, từ thiên phú mà nói, qua thiên kiếp khảo nghiệm của Độc Cô Vô Tình, chứng minh thiên phú tu luyện của cô tương đối tốt. Bây giờ, toàn bộ vùng đất độ kiếp là một cảnh tượng bụi đất mù mịt, khói đặc cuồn cuộn, không ai biết Độc Cô Vô Tình đã vượt qua thiên kiếp hay chưa. Hay là sống hoặc chết. Ai nấy đều muốn biết tình hình của Độc Cô Vô Tình, bọn họ đi theo phía sau Dương Bách Xuyên đến bên cạnh cái hố lớn bị thiên kiếp bổ ra. Nhìn cái hố lớn sâu chừng 12-13 mét, bên trong hố vẫn có nhiều bụi mù, ai nấy đều hít vào khí lạnh. Thanh hư tử của Côn Luân ở trong một căn phòng của võ cổ giả tự lẩm bẩm, đây chính là con đường tu chân. Những lời này từ miệng Thanh hư tử nói ra, lọt vào tai tất cả mọi người đều là sự vô cùng cảm thán, đúng vậy. Đây chính là con đường tu chân, là con đường mà mọi người theo đuổi, chỉ say mê một con đường. Là Dương Bách Xuyên nói có thể bất diệt trường sinh trên một con đường, nhưng cũng là một con đường tràn ngập thiên uy gập ghềnh.
mỗi người đều muốn đạt được đại đạo kim đan, có thể ngự kiếm phi hành, phát lực vô biên giống như giấc mộng thần tiên. Nhưng chỉ cần một cửa ải đầu tiên trên con đường tu chân, khảo nghiệm kim đan thiên kiếp đã khủng bố như vậy, thử hỏi thế gian có mấy người có thể vượt qua kiếp nạn kinh khủng này. Hoặc có thể nói là, hôm nay toàn bộ động tiên vân môn bao gồm cả người vân môn sẽ có mấy người có thể vượt qua kim đan thiên kiếp. Con đường này đã được định trước là tràn đầy chông gai. Thế nhưng muốn trở thành tu chân giả phi thiên độn thổ, làm sao có thể không trả giá đắt? Nếu như chỉ là một khảo nghiệm thiên kiếp nhỏ đầu tiên trên con đường tu chân cũng không qua được, ngày sau làm sao có thể đòi hỏi trường sinh chứ? Những người có thể hiểu được, lần này sau khi quan sát Độc Cô Vô Tình độ kiếp, lòng cầu đạo càng thêm kiên định, còn những ai cảm thấy trong lòng sợ hãi sẽ để lại những nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình tu luyện hoặc độ kim đan thiên kiếp trong tương lai giống như bộ thanh mai. Chuyện này thật ra rất bình thường, thiên đạo tuần hoàn cạnh tranh sinh tồn, cũng giống như đấu tranh để loại bỏ. Dương Bách Xuyên đứng ở bên cạnh hố lớn, trong lòng khẽ động điều động sức mạnh động tiên vân môn nổi lên một trận gió nhẹ, tuy là anh không có tu vi, nhưng ở động tiên vân môn, anh là chúa tể, đương nhiên vẫn là có thể vận dụng một phần sức mạnh. Sau khi gió nhẹ thổi qua, bụi mù trong hố lớn tản hết, lộ ra cảnh tượng trong hố lớn. Trong một cái hố lớn ước chừng 5-6 mét, một người giống như than luyện đang ngồi khoanh chân. Cả người Dương Bách Xuyên chấn động. Lúc này mọi người đứng ở bên cạnh hố lớn thấy rõ, đều không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Đừng lên tiếng. Dương Bách Xuyên trầm giọng giống lên, lập tức tung người nhảy vào hố lớn. Nhìn thấy Độc Cô Vô Tình khoanh chân mà ngồi ở đáy hố lớn, anh lập tức biết Độc Cô Vô Tình đã vượt qua ngũ cửu thiên kiếp. Chỉ là hiện tại cô đang ở giai đoạn tâm ma cuối cùng. Thiên kiếp đã xem như thành công, chỉ cần loại bỏ tâm ma kiếp, chắc chắn sẽ thành tựu kim đan, mà với sự hiểu biết của anh đối với Độc Cô Vô Tình, ở phương diện tâm ma thì Độc Cô Vô Tình không có vấn đề. Dương Bách Xuyên nhảy vào hố lớn đi tới bên người Độc Cô Vô Tình đang ngồi khoanh chân, toàn thân Độc Cô Vô Tình gần như thành than đen, trong lòng Dương Bách Xuyên co rút đau đớn, kìm lòng không được run rẩy nói, Vô Tình. Nếu không phải là anh cảm giác được lúc này trên người Độc Cô Vô Tình vẫn còn sự sống yếu ớt, anh cũng sẽ cho rằng Độc Cô Vô Tình đã chết rồi. Giờ phút này, tóc dài đầy đầu của Độc Cô Vô Tình không còn một sợi nào, quần áo toàn thân cũng hóa thành tro bụi, khắp người đều là vết thương cháy đen, còn tản ra mùi hôi chân do bị lôi kiếp đẩy ra. Trong lòng khẽ động, anh lấy ba giọt nước sinh mệnh từ trong bình càn khôn ra, đút vào trong miệng Độc Cô Vô Tình. Trước đó, Độc Cô Vô Tình độ thiên kiếp anh đã không giúp được gì, cũng không dám giúp, nhưng bây giờ đối mặt với Độc Cô Vô Tình toàn thân bị thương lại nhịn không được nữa, lấy ba giọt nước sinh mệnh đút cho cô, có nước sinh mệnh tồn tại, vết thương nghiêm trọng đều có thể khôi phục. Bây giờ chủ yếu là Độc Cô Vô Tình có thể hóa giải tâm ma kiếp là thành công rồi. Lúc này anh cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Độc Cô Vô Tình đạt thành kim đan. Anh tiện tay cởi trường bào trên người mình, khoác lên người Độc Cô Vô Tình, sau đó Dương Bách Xuyên đứng dậy nói với Triệu Nam, đi đi, lúc này Vô Tình phải trải qua tâm ma kiếp, không nên quấy rầy, cô ấy sẽ không sao đâu, ở đây cứ để anh canh chừng là được rồi. Bất kể là Độc Cô Vô Tình lúc này phải trải qua tâm ma kiếp, hay là quần áo trên người cô đã hóa thành tro bụi, cũng không nên có người ở đây. Cũng may thân thể cô hoàn toàn bị lôi kiếp làm thành vẻ cháy đen. Cũng nhìn không ra cái gì. Chờ sau khi mọi người rời đi, Dương Bách Xuyên khoanh chân ngồi bên cạnh Độc Cô Vô Tình, anh muốn bảo vệ cho cô. Anh tin Độc Cô Vô Tình nhất định có thể vượt qua tâm ma kiếp. Có lẽ là công hiệu của ba giọt nước sinh mệnh mà anh cho cô có tác dụng, khí tức trên người Độc Cô Vô Tình bắt đầu từ từ tăng lên. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ, biết đây là điểm tốt, chứng tỏ Độc Cô Vô Tình đã vượt qua tâm ma kiếp. Bây giờ đang tiến vào giai đoạn khôi phục. Vài phút sau, khí tức trên người Độc Cô Vô Tình càng ngày càng mạnh lên, không ngừng bắt đầu tăng lên. Quanh người cũng hội tụ linh khí trời đất, từ nhỏ rồi dần dần lớn lên. Ban đầu, quanh người chừng mấy mét, rồi đến 10 mét, 20 mét, 100 mét, 200 mét, 300 mét, 500, 1000. Đến cuối cùng toàn bộ hố lớn đều trở thành một vòng xoáy linh khí. Linh khí khổng lồ tất cả đều hội tụ đến hố lớn, hoặc có thể nói là tiến vào người Độc Cô Vô Tình. Dương Bách Xuyên mừng rỡ,
nhịn không được nói, sắp kết đan rồi. Loại cảm giác này quá quen thuộc, trước đây sau khi anh vượt qua thiên kiếp, lúc đạt thành kim đan cũng là cảnh tượng thế này. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại sinh ra một nghi ngờ rất lớn, đó chính là nghi ngờ đối với thiên kiếp, trước đây anh độ thiên kiếp chỉ là tam cửu thiên kiếp, mà Độc Cô Vô Tình hiện tại là ngũ cửu thiên kiếp. Điều này chẳng phải chứng tỏ tư chất của anh còn không cao bằng người phụ nữ của mình sao? Hơn nữa, dựa theo lời lão già nói lúc trước, tiểu thiên kiếp cùng lắm là tam cửu thiên kiếp, thế nhưng Độc Cô Vô Tình mới độ kiếp mà ngay từ đầu đã vượt qua tam cửu thiên kiếp, cuối cùng lại đạt tới trình độ ngũ cửu thiên kiếp. Điểm này làm cho Dương Bách Xuyên vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà, có một ngày trong lòng Dương Bách Xuyên đã hiểu ra, uy lực độ kiếp năm đó của anh ở Sơn Hải Giới so với uy lực thiên kiếp của Độc Cô Vô Tình mạnh hơn mấy chục lần, thậm chí uy lực còn lớn hơn mấy trăm lần. Hơn nữa, lôi kiếp của Độc Cô Vô Tình phần lớn là màu trắng nhạt, mà mỗi một đạo lôi kiếp năm đó lúc anh độ thiên kiếp đều là màu tím, đến cuối cùng thậm chí còn có xuất hiện thiên hỏa, đây là cái mà hôm nay Độc Cô Vô Tình độ kiếp chưa từng xuất hiện qua. Mấy thiên kiếp này khác nhau, Dương Bách Xuyên nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Theo lý thuyết, đẳng cấp ngũ cửu thiên kiếp của Độc Cô Vô Tình so với tam cửu thiên kiếp năm đó của anh hẳn là mạnh hơn không ít. Nhưng trên thực tế, bàn về uy lực thiên kiếp của Độc Cô Vô Tình so với uy lực độ kiếp năm đó của anh lại nhỏ hơn rất nhiều. Nghĩ không ra, cuối cùng Dương Bách Xuyên chỉ có thể để sau này hỏi lão già hoặc là tìm hiểu rõ hơn về thiên kiếp. Nghĩ đến thiên kiếp cũng có chỗ rất khác nhau. Còn nữa, lúc trước anh độ kiếp là ở Sơn Hải Giới. Mà hôm nay Độc Cô Vô Tình độ kiếp là ở Động Tiên Vân Môn, xem như là một phía không gian nhỏ, chắc là về mặt này cũng có ảnh hưởng. Cho nên rất rõ ràng, ngũ cửu thiên kiếp của Độc Cô Vô Tình lại có uy lực còn lâu mới bằng tam cửu thiên kiếp của mình. Một phút sau, trên người Độc Cô Vô Tình đột nhiên phát ra một tiếng ầm ầm. Trong nháy mắt, linh khí trời đất rất lớn từ trên người cô bộc phát ra. Ngay sau đó chỉ thấy trên người Độc Cô Vô Tình bắn xạ ra một luồng ánh sáng màu nhũ bạch phóng lên trời. Đi thẳng lên bầu trời. Toàn bộ Động Tiên Vân Môn đều thấy được ánh sáng của Độc Cô Vô Tình ở vùng đất độ kiếp phóng lên cao, một đám ngửa đầu nhìn lại, lập tức trong lòng tràn ngập chấn động. Trong phạm vi 10 dặm, linh khí trời đất không hẹn mà cùng hội tụ về phía chỗ Độc Cô Vô Tình, cả đám đều mở to hai mắt. Nhưng cũng đoán được là Độc Cô Vô Tình cuối cùng cũng hoàn thành thử thách thiên kiếp, đạt thành kim đan. Tất cả mọi người bao gồm cả Dương Bách Xuyên đều tràn ngập kích động. Độc Cô Vô Tình xem như là người đầu tiên độ kim đan thiên kiếp thành công của toàn bộ Vân Môn, cũng là người đầu tiên trên trái đất mấy trăm năm qua thành công vượt qua kim đan thiên kiếp. Trong lòng tất cả mọi người không khỏi tò mò chờ đợi Độc Cô Vô Tình kết đan thành công, bước vào đại đạo kim đan. Ánh mắt Dương Bách Xuyên cũng chớp chớp nhìn chằm chằm Độc Cô Vô Tình, chỉ thấy dưới linh khí trời đất khổng lồ nuôi dưỡng, lớp vỏ bọc cháy đen trên người Độc Cô Vô Tình bị tách ra, từng lớp rơi ra. Toàn thân lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc, mỗi một chỗ đều trắng trẻo hồng hào, đầu tóc ban đầu cháy đen đến mức không mấy sợi tóc của cô vào giờ khắc này cũng mọc ra. Sau thiên kiếp, Độc Cô Vô Tình thay da đổi thịt. Ước chừng qua vài phút, linh khí hội tụ trên người Độc Cô Vô Tình cuối cùng cũng tiêu tán. Sau một phút, Độc Cô Vô Tình mở hai tròng mắt ra, hai luồng bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người cọ sát ra tia lửa. Tình hình trong hố lớn, Độc Cô Vô Tình đứng lên, lớp vỏ bọc cháy đen khắp người tách ra, bày ra trước mắt Dương Mỗ chính là một khối ngọc thể trong suốt khiến Dương Mỗ chảy nước miếng. Trên người cô tản ra khí tức độc quyền mạnh mẽ chỉ có ở tu sĩ Kim Đan. Nhưng giờ phút này, Dương Mỗ không để ý đến khí tức mạnh mẽ của Độc Cô Vô Tình, sau khi trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Vô Tình, có phải yết hầu cũng biết nhảy lên hay không? Phốc! Độc Cô Vô Tình nhìn bộ dáng ngây ngốc của Dương Bách Xuyên thì không khỏi bật cười và nói chảy máu mũi kìa. Chậc, nhìn em không chảy máu mũi mới là lạ. Dương Mỗ nói xong thì giống như sói đó nhào tới ôm lấy Độc Cô Vô Tình, trong tiếng hét kinh hoàng của Độc Cô Vô Tình, trong lòng khẽ động hai người đồng thời biến mất trong hố lớn. Sau một khắc, Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình xuất hiện ở Tam Cung Lục Viện trong Cung Lưu Ly. Hoàn cảnh nơi này rất đặc biệt, là nơi duy nhất không có môn nhân đệ tử tiến vào, ngược lại đều là Lưu Ly giống như gương. Anh vung tay lấy một cái giường mềm thật lớn từ không gian bình càn khôn ra.
đặt ở cung Lưu Ly. Dương Mỗ ôm Độc Cô Vô Tình đã sụi lơ đi về phía giường lớn. Toàn bộ ngóc ngách của cung điện Lưu Ly đều phản chiếu ra từng bức tranh cung xuân. Trong thời gian tiếp theo, toàn bộ người Vân Môn đều tiến vào thời kỳ toàn tâm tu luyện. Bởi vì Độc Cô Vô Tình độ kiếp thành công, làm cho mọi người thấy được hy vọng. Hôm đó, sau khi Độc Cô Vô Tình độ kiếp thành công, cùng Dương Mỗ triền miên ở cung Lưu Ly 3 ngày mới đi ra, sau đó lại theo lời Dương Mỗ phân phó ngự kiếm phi hành ở động tiên Vân Môn biểu diễn cho mọi người một hồi. Theo ý Dương Bách Xuyên nói, đây là sự khích lệ cho mọi người, cũng đích thật là như thế, khi người của động tiên Vân Môn xem qua Độc Cô Vô Tình tiên tử ngự kiếm phi hành, tất cả đều giống như là hít phải thuốc lắc, càng thêm cố gắng bắt đầu tu luyện. Nhất là mấy người phụ nữ của Dương Bách Xuyên, sau khi nhìn thấy Độc Cô Vô Tình đi trước các cô, một đám không cam lòng bị tụt lại phía sau, bắt đầu tu luyện đều phải bước vào kim đan. Đương nhiên trong đó có hai người không tích cực tu luyện, một người là Bộ Thanh Mai, người còn lại là Viên Kim Phượng. Đối với Viên Kim Phượng, không có Dương Bách Xuyên cô ấy cũng không để ý lắm, chỉ thấy Viên Kim Phượng ở nhà chăm sóc ba mẹ, không đi tu luyện, dù sao ba mẹ Viên Kim Phượng đều ở Vân Thôn. Anh cũng không có đốc thúc Viên Kim Phượng đi tu luyện, dù sao Viên Kim Phượng hiện tại vừa mới vào trúc cơ sơ kỳ, con đường tu luyện cũng phải thảnh thơi thoải mái, không thể quá mức sốt ruột, nếu không sẽ phản tác dụng. Đối với Bộ Thanh Mai, mấy ngày nay Dương Bách Xuyên lại rất chú ý đến cô, ngoại trừ mỗi ngày phóng đãng bên ngoài ra, anh sẽ giảng giải con đường tu chân cho Bộ Thanh Mai, giúp cô loại bỏ bóng ma trong lòng do quan sát thiên kiếp đến mức thấp nhất. Liên tiếp 7-8 ngày. Cuối cùng cũng khiến trong lòng Bộ Thanh Mai giảm bớt không ít sự sợ hãi đối với thiên kiếp. Thời gian nhoáng lên đã đến lập xuân, ngày kết hôn của Dương Bách Xuyên sắp tới, việc lựa chọn ngày lành tháng tốt là do bà nội và Vương Huyền Cơ quyết định, vào ngày 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu, vẫn còn 10 ngày nữa là đến hôn lễ. Mấy người phụ nữ cũng đều lần lượt xuất quan, chờ đợi ngày trọng đại đến, bởi vì là hôn lễ đặc biệt, cũng không có phân đoạn đón dâu. Tất cả lễ nghi đều được giản lược. Chỉ quyết định từ nhà cũ đón cô dâu đến động tiên Vân Môn bái thiên địa, trọng điểm cũng đặt ở trong động tiên Vân Môn trong cung tu đạo, cung điện này xem như mượn ngày kết hôn duy nhất của Dương Bách Xuyên mới mở cửa cho người khác vào. Ngày kết hôn Dương Mỗ, toàn bộ giới võ cổ đều có biến hóa lớn, vì có thể tiến vào động tiên Vân Môn tu luyện, hơn nữa cũng đạt được rất nhiều lợi ích, một đám chen rách đầu đều muốn đi tham gia hôn lễ của Dương Mỗ. Từ ngày thứ 10, bắt đầu có người lần lượt đến Vân Môn chúc mừng, mà Dương Bách Xuyên đương nhiên cũng biết những người này chỉ muốn tiến vào động tiên Vân Môn để tiếp thêm kiến thức. Dù sao cứ cách một ngày lại có rất nhiều thế lực lớn tiến vào, không thể để tất cả mọi người đều có thể tiến vào động tiên Vân Môn được, cho nên ngay sau ngày hôn lễ trọng đại, Dương Bách Xuyên vung tay lên để cho những tân khách đến đây đều có thể tiến vào động tiên Vân Môn. Toàn bộ 500 đệ tử môn nhân của Vân Môn tất cả đều bị Đại Tổng Quản Trần Bảy Roi điều động, chuẩn bị yến hội, rất nhiều nguyên liệu ở yến hội đều được tìm kiếm từ động tiên Vân Môn, dù sao dãy núi động tiên cũng kéo dài vạn dặm, không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên còn để cho lão quỷ lên đường lấy một vài yêu thú yêu cầm tính tình dữ dằn trong động thiên giao cho Trần Bảy Roi làm nguyên liệu nấu ăn cho yến tiệc, tổng cộng hơn 1.000 con, chất đống thành núi. Trần Bảy Roi chuyên môn chăm lo cho các đệ tử nên hiểu tài nấu nước của các đệ tử Vân Môn, hắn tìm từ bên ngoài tới 100 người đầu bếp, trải qua thời gian 3 tháng cuối cùng cũng làm xong đống yêu thú yêu cầm thành nguyên liệu nấu ăn cho yến tiệc. Chỉ riêng quy mô của yến hội cũng đã chưa từng có từ trước đến giờ. Anh sắp xếp Lưu Thích Kỳ chiêu đãi bà con trong xã và người thân bạn bè của mấy người phụ nữ đến đây, dựa theo quảng trường ở Vân Môn, dù sao động tiên Vân Môn cũng quá gây sốc đối với người bình thường. Vẫn không nên biết thì tốt hơn, chỉ có một số ít người thân gia đình mới có thể tiến vào động tiên Vân Môn. Lý Đại Nghị thì phụ trách trật tự thôn Vân và động tiên, dù sao quá nhiều người cũng dễ xảy ra sơ suất nên phải chú ý trong ngoài. Khưu Vân, em gái Dương San San và những người khác đã thành lập đội trang điểm của cô dâu. Bản thân Dương Bách Xuyên cũng không nhàn rỗi, anh tìm Lão Phương dặn dò chỉ điểm luyện chế một lượng lớn đan dược, làm quà đáp lễ cho mỗi nhà. Đan dược được chọn là đan tụ khí nhưng có cho thêm một ít linh đào vào trong đó, đã xem như là đan dược thượng phẩm, dự kiến khoảng 1 vạn viên đan dược, để cho ai nấy đều có phần. Trong lúc này, Lão Phương dẫn theo đồ đệ Tô Cẩn bận rộn nhất,
cũng từ 3 tháng trước đã bắt tay vào luyện đan, trong vòng 3 tháng luyện chế ra hơn vạn viên đan dược thật sự không dễ gì. Trong 10 ngày cuối cùng của hôn lễ, Dương Bách Xuyên đâm đầu vào trong bình càn khôn, chuẩn bị trang bị làm cô dâu cho mấy người phụ nữ. Đương nhiên anh không có tu vi trong người, nên đành tìm Ngô Mặc Thu giúp đỡ. Chuẩn bị luyện chế 6 bộ áo cưới cho hôn lễ. Có Ngô Mặc Thu là quỷ tu kim đan đại viên mãn, việc luyện chế cũng không thành vấn đề, dù sao Dương Bách Xuyên cũng tự mình thiết kế này kia, cuối cùng để cho Ngô Mặc Thu luyện chế thành pháp khí là được. Anh là đường đường tu chân giả, nghiên cứu ra áo cưới đương nhiên sẽ là pháp khí. Tất cả nguyên liệu luyện chế áo cưới đều là nguyên liệu tồn kho của La Phù Động Thiên, Dương Bách Xuyên gần như lấy hết những nguyên liệu có thể luyện chế quần áo ra, đặt ở không gian bình càn khôn, không ngủ không nghỉ mà cùng Ngô Mặc Thu nghiên cứu. 3 ngày thiết kế áo cưới, 3 ngày phối hợp nguyên liệu, cuối cùng định ra 6 màu sắc khác nhau của áo cưới, mỗi chiếc áo cưới của một người phụ nữ đều có màu sắc phong cách khác nhau, là độc nhất vô nhị, còn có cả bộ mũ phượng đội trên đầu. Thực ra Dương Bách Xuyên thiết kế ra 7 bộ, vừa đủ đỏ cam vàng lục lam tràm tím, bộ cuối cùng là chuẩn bị cho Liễu Linh Linh, chỉ là anh không nói ra, mấy ngày trước anh đã gọi điện thoại cho Liễu Linh Linh nhưng không liên lạc được, cũng đã bảo Lâm Hoan liên lạc thử, nhưng chỉ nhận được câu trả lời nguyên văn của Liễu Linh Linh là, chờ đến ngày hôn lễ của anh sẽ trở về chúc mừng. Dương Bách Xuyên biết Liễu Linh Linh từ chối anh, cũng sẽ không đến tham gia hôn lễ, nếu nói trong lòng Dương Bách Xuyên không có mất mát là giả. Thật sự vẫn có. Nếu như coi là bạn gái, nếu như lúc trước anh không cố kỵ quan niệm gia thế của nhà họ Liễu và nhà mình như vậy, vậy thì Liễu Linh Linh có thể mới là người phụ nữ đầu tiên của anh. Hai người bạn học cùng lớp đại học, sau đó cô là thùng vàng đầu tiên ở Cố Đô, cũng là người đầu tiên giúp anh phát triển, tất cả đều là Liễu Linh Linh giúp đỡ. Ngày tốt nghiệp, anh không có dũng khí chấp nhận tình yêu của Liễu Linh Linh. Biết thế đã không từ chối rồi. Tuy nhiên, cái gì cũng đúng thì không phải ra cuộc sống. Bây giờ anh cũng chỉ có thể thở dài ở trong lòng. Ai mà ngờ sau những thay đổi lớn của gia đình Liễu Linh Linh, tính tình của cô cũng thay đổi rất nhiều, hơn nữa càng ngày càng lạnh lùng. Cuối cùng, trực tiếp xa lánh anh. Dương Bách Xuyên cảm nhận được, Liễu Linh Linh đang cố ý tránh né anh. Sâu trong nội tâm của anh thật ra vẫn là chờ đợi Liễu Linh Linh có thể trở về. Cô luôn trốn ở nơi xa xôi như châu U, thật sự vẫn làm cho Dương Bách Xuyên lo lắng. Nhưng hiện tại Liễu Linh Linh đã biến thành người phụ nữ tóc bạc, tính tình lại vô cùng lạnh lùng. Nghĩ đến một đầu tóc bạc của Liễu Linh Linh, trong lòng Dương Bách Xuyên không hiểu sao vẫn có sự thương tiếc đau đớn, nhưng cũng không còn cách nào khác, anh hiểu rõ tính cách của Liễu Linh Linh, không thể cưỡng cầu được. Ngày thứ 9, dưới sự chỉ đạo của Dương Bách Xuyên, Ngô Mặc Thu đã hoàn thành việc luyện chế áo cưới cho hôn lễ, bao gồm cả một bộ trang phục chú rể màu đỏ thẫm cho Dương Bách Xuyên mặc. Tính toán thời gian anh và Ngô Mặc Thu đã ở trong không gian bình càn khôn 9 ngày, ngày mai chính là ngày hôn lễ. Dương Bách Xuyên lại không biết bên ngoài đã rối tung lên rồi. Ngày mai chính là ngày hôn lễ, nhưng lại không thấy tung tích chú rể đâu cả. Người sốt ruột nhất chính là bà nội. Mặc dù Dương Bách Xuyên đã nói trước với bà nội là phải đi ra ngoài vài ngày, nhưng ngày mai đã đến hôn lễ vẫn không thấy bóng dáng cháu trai đâu, điều này làm cho bà nội sốt ruột đến tức giận. Không còn cách nào khác, mấy cô nhóc người nhà đều đã đến, chỉ chờ chú rể Dương Bách Xuyên này xuất hiện, nhưng hiện tại không thấy người đâu, đây là tình huống gì thế? Thậm chí trong lòng mấy người phụ nữ cũng nảy sinh biến hóa, bây giờ đã là buổi tối. Chỉ qua một đêm nữa là đến ngày trọng đại nhưng vẫn không thấy bóng dáng Dương Bách Xuyên đâu, điều này làm cho chính cung nương nương như Triệu Nam cũng sinh lòng tức giận, sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Ai nấy đều bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trong lúc tất cả mọi người nôn nóng như ngồi đống lửa, Dương Bách Xuyên ra khỏi phòng mình, trong tay ôm mấy bộ đồ cưới. Dáng vẻ mệt mỏi của anh khiến nỗi buồn bực trong lòng mấy người phụ nữ tan biến không ít. Bà nội nhìn thấy Dương Bách Xuyên cũng thở phào một hơi, trên mặt nở nụ cười, nhưng vẫn đi đến véo tai anh mắng, thằng nhóc thúi này mau đi gặp khách khứa với bà. Dương Bách Xuyên bị bà nội véo tai, cố ý nhe răng nhếch miệng la hét, đau 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 bà ơi. Cháu đi là được chứ gì, nhưng tốt xấu gì bà cũng phải cho cháu bỏ đồ cưới xuống đã chứ. Nhanh lên, ra phòng khách, bà nội vừa cười vừa mắng, sau đó rời đi.
Lúc này, mấy người phụ nữ đều nhìn Dương Bách Xuyên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm động. Triệu Nam nhìn chiếc váy cưới lấp lánh ánh bạc trong tay anh biến mất nhiều ngày như vậy là đi làm đồ cưới ư? Hi hi, không thì sao? Các em còn lo anh chạy hả? Sao có thể chứ? Chỉ có đầu ngu mới bỏ lại các bà xã xinh đẹp như hoa như ngọc mà chạy trốn. Đến đây nào, mỗi người một chiếc, ha ha. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa phát váy cưới. Triệu Nam màu đỏ, Lâm Hoan màu cam, Ninh Kha màu vàng, Bộ Thanh Mai màu xanh lục, Viên Kim Phượng màu xanh lơ, U Dương Ngọc Thanh màu xanh dương. Cuối cùng trong tay anh vẫn còn một chiếc váy màu tím và một bộ đồ chú rể màu đỏ. Triệu Nam híp mắt nhìn chiếc váy cưới màu tím còn lại trong tay Dương Bách Xuyên, ánh mắt đầy ẩn ý, anh mau ra tiền sảnh gặp khách khứa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Nói xong cô ấy mỉm cười bảo, bọn em đi thử đồ mới. Với IQ của Triệu Nam, tất nhiên cô ấy có thể đoán được chiếc váy cưới cuối cùng trong tay Dương Bách Xuyên dành cho ai. Cô ấy đã đi theo Dương Bách Xuyên nhiều năm, sao có thể không biết sự tồn tại của Liễu Linh Linh. Nhưng cô ấy sẽ không hỏi chuyện này, trái lại còn suy nghĩ mình có nên gọi điện cho Liễu Linh Linh hay không. Dù sao bây giờ bên cạnh Dương Bách Xuyên có thêm một người hay bớt một người cũng không đáng kể, sao lại không làm cho anh vui vẻ kia chứ? Ngoài ra còn cho thấy tấm lòng rộng lượng của mình đúng không? Trong lòng nghĩ như vậy, Triệu Nam dẫn theo mấy chị em khác xoay người rời đi. Còn Dương Bách Xuyên thì lúng túng nhìn chiếc váy cưới màu tím trong tay. Anh biết Triệu Nam đã đoán được chiếc váy này dành cho ai, chẳng qua cô ấy thông minh không nói ra mà thôi. Bởi vì anh vội vàng ra ngoài sau 9 ngày ở trong không gian bình càn khôn, không kịp cất chiếc váy cưới cuối cùng đi, cho nên Triệu Nam mới nhìn bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Dương Bách Xuyên thở dài, cất chiếc váy cưới màu tím đi, tự nói một mình, thôi vậy, chỉ cần cô ấy vui thì sao cũng được. Nói xong anh đi ra tiền sảnh gặp khách. Sau khi anh đi, bóng dáng Ngô Mặc Thu hiện ra trong góc nhà. Cô nhìn theo bóng lưng Dương Bách Xuyên rời đi, lẩm bẩm nói, chúc tiên sinh hạnh phúc. Lúc nói câu này, trên gương mặt Ngô Mặc Thu lộ vẻ cô đơn, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cô thích tiên sinh nhà mình, nhưng cũng biết điều đó là không thể. Dù sao cô cũng chỉ là một quỷ tu, thậm chí còn không có cơ thể chân chính, mặc dù sau khi tu luyện phong đô quyết đã có cơ thể chân linh, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là thân thể thật sự. Cô nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó mình trở thành quỷ tiên, có được thân thể của quỷ tiên, đến lúc đó cô mới có thể tỏ tình với tiên sinh nhà mình. Ngô Mặc Thu cảm thấy mình không có tư cách thành đôi với tiên sinh nhà mình. Đúng lúc này, chị gái Ngô Mặc Hạ và Kiều Phúc hiện ra bên cạnh Ngô Mặc Thu. Thu Nhi, nếu em thích tiên sinh thì tỏ tình đi, đừng giấu trong lòng. Tiên sinh là người rộng lượng. Ngô Mặc Hạ còn chưa nói hết câu đã bị Ngô Mặc Thu ngắt lời, chị đừng nói nữa. Chúng ta là quỷ tu, em không muốn gây phiền phức cho tiên sinh. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Em gái ngốc, tiên sinh là ai chứ, sao ngài ấy lại quan tâm vấn đề này? Vả lại chị cũng nhìn ra tiên sinh rất tốt với em. Mấy năm qua em vẫn luôn ở bên tiên sinh như hình với bóng, há lại không có thiện cảm. Ngô Mặc Hạ thương em gái mình. Sao cô ấy lại không nhìn ra cô em gái ngốc nghếch của mình thích tiên sinh kia chứ, nhưng cô ấy không dám nói ra. Kiều Phúc cũng trầm tư, Thu Nhi đừng sợ, để anh đi tìm tiên sinh nói chuyện. Anh tin là tiên sinh sẽ đón nhận em. Không được, đừng làm vậy, chuyện của em cứ để em tự giải quyết, anh Kiều và chị đừng quan tâm. Thật ra có thể thường xuyên ở cạnh tiên sinh cũng là may mắn của em. Thời gian mấy bà chủ ở bên cạnh tiên sinh, ngay cả bà chủ Triệu cũng không dài bằng em. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Ngô Mặc Thu nói đến cuối câu, trong mắt đong đầy tình cảm dịu dàng. Thật ra Ngô Mặc Thu chỉ yêu đơn phương mà thôi, cô cũng biết là Dương Bách Xuyên để ý đến cơ thể quỷ tu của mình, đây mới là điểm yếu trong lòng cô. Gác lại cuộc nói chuyện của ba người Ngô Mặc Thu, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không biết tâm tư của Ngô Mặc Thu. Anh đi ra tiền sảnh gặp người thân của mấy cô vợ. Sau khi xong xuôi thời gian đã qua nửa đêm, trời sắp sáng. Anh không định đi ngủ mà đi thẳng vào viện tu đạo ở Động Tiên Vân Môn. Dương Bách Xuyên tìm con tiên hạc mà lão quỷ tìm được lần trước, dự định mai ngày lành tháng tốt sẽ dùng phi cầm đón mấy cô vợ từ thôn Vân vào Động Tiên Vân Môn bái đường. Rạng sáng Dương Bách Xuyên mới tìm hiểu xong cách bố trí bên trong và bên ngoài hội trường hôn lễ từ mấy người Trần Bảy Roi,
Lý Đại Nghị, Lưu Thích Kỳ. Đại tổng quản Trần Bảy Roi thúc giục anh mau chóng đi thay đồ chú rể, chuẩn bị cho lễ cưới. Dương Bách Xuyên tìm ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên làm người chủ trì hôn lễ, 10 ngày trước anh đã sai người đi Nam Quốc mời ông. Hôm nay anh còn phải đi đón ông ngoại nữa. Sau khi thay sang bộ đồ chú rể màu đỏ thẫm, trên người Dương Bách Xuyên tỏa ra bầu không khí vui mừng. Anh đi ra đại điện tu đạo, nhìn đệ tử Vân Môn bận trước bận sau và mọi người trong giới võ cổ đã ngồi xuống chờ hôn lễ bắt đầu. Dương Bách Xuyên chợt nghĩ đến thành quả luyện đan của Lão Phương. Hôm nay phải dùng đan dược, không biết Lão Phương đã luyện chế xong 1 vạn viên đan dược hay chưa? Anh bèn nói với Ngô Mặc Thu, Thu Nhi, em đi xem Lão Phương luyện chế đan dược thế nào rồi. Vâng thưa tiên sinh, em đi ngay đây. Sau khi Ngô Mặc Thu rời đi, Khưu Vân vội vã đi đến. Khi cô nhìn thấy bộ đồ chú rể đỏ thẫm trên người Dương Bách Xuyên, trong đôi mắt lóe lên vẻ cô đơn nhưng biến mất rất nhanh. Cô đi tới thông báo, thưa tiên sinh, lão phu nhân bảo tôi mời tiên sinh đi đón khách, lão gia ở Nam Quốc đã tới. Dương Bách Xuyên không nhìn thấy vẻ cô đơn trên gương mặt Khưu Vân. Nghe đối phương nói vậy, anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ông ngoại tới rồi, tôi đi đón ông. Khi Dương Bách Xuyên ra khỏi động Tiên Vân Môn, ông ngoại và bà nội đã đi tới cổng, đang cười nói vui vẻ đi đến nhà chính. Dương Bách Xuyên trông thấy hơn 100 người theo sau ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, xem ra cả gia tộc Đoan Mộc đều đến, trong lòng còn thầm vui vẻ, quả nhiên là người nhà, mình tổ chức hôn lễ, cả gia tộc ông ngoại đều tới. Anh vui mừng hô to từ xa, ông ngoại, vừa gọi vừa rảo bước đi tới. Đoan Mộc Hành Thiên ngoảnh đầu nhìn Dương Bách Xuyên, trên mặt cũng nở nụ cười, cháu ngoan, ông ngoại đến muộn, cháu không trách ông ngoại chứ. Dương Bách Xuyên vốn đang tươi cười, nhưng sau khi ông ngoại quay mặt lại, nụ cười trên mặt anh lập tức cứng đờ, bởi vì nét mặt đối phương tràn đầy tang thương. Anh nhận thấy ông ngoại đã là võ cổ giả hư cảnh, điều này cũng nằm trong dự đoán của anh. Trước đây anh tặng cho gia tộc của ông ngoại rất nhiều công pháp tu luyện và đan dược, thiên tài địa bảo. 6-7 năm trôi qua, ông ngoại đạt tu vi hư cảnh cũng không có gì lạ. Nhưng khi ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên quay đầu lại, Dương Bách Xuyên thấy ông như già đi mấy chục tuổi, tướng mạo như ông già 80. Hơn nữa, cánh tay trái của bộ trường bào trên người ông ngoại trống không, rõ ràng là cánh tay trái của ông ấy không còn. Dương Bách Xuyên đi tới bên cạnh ông ngoại. Cố dặn ra nụ cười, ông ngoại đến, cháu vui còn không kịp nữa là, sao lại trách ông chứ? Nói xong anh nhìn ra phía sau Đoan Mộc Hành Thiên rồi hỏi, cậu đâu rồi ông? Anh hỏi xong thì phát hiện cơ mặt Đoan Mộc Hành Thiên co lại, thoáng xuất hiện vẻ đau khổ. Ông ấy gượng cười, hôm nay là ngày cưới của cháu, chờ đến sau lễ cưới rồi nói chuyện của cậu cháu. Lúc này, bà nội cũng lên tiếng, thằng nhóc thúi mau đưa ông thông ra vào trong uống trà đi. Đứng ở cổng làm gì? Có chuyện gì thì vào trong ngồi xuống rồi nói. Dương Bách Xuyên khẽ chạm vào cánh tay áo trống rỗng của ông ngoại, cõi lòng đau đớn. Anh gật đầu, trước tiên đưa ông ngoại vào trong, bảo Lý Đại Nghị sắp xếp cho đệ tử của gia tộc Đoan Mộc nghỉ ngơi. Chắc chắn gia tộc Đoan Mộc đã xảy ra chuyện lớn. Anh cố nhẫn nhịn, đi vào đại sảnh ngồi xuống. Bà nội nhìn ra Dương Bách Xuyên có lời muốn nói với Đoan Mộc Hành Thiên nên tìm cớ dẫn mấy người phụ nữ rời đi. Sau khi bà nội đi, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, ông ngoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ông lại mất tay trái? Cậu của cháu sao rồi? 3 câu hỏi liên tiếp, mỗi câu hỏi đều khiến cơ mặt Đoan Mộc Hành Thiên co rút, ánh mắt tràn đầy đau khổ. Nghe thấy câu hỏi của cháu ngoại Dương Bách Xuyên, Đoan Mộc Hành Thiên như bị rút cạn tinh thần, thở dài một tiếng. Ông ngoại nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ của ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên thì càng thêm lo lắng. Anh không có trưởng bối, ngoài bà nội ra, ông ngoại là người thân thiết nhất. Khi anh bị đuổi giết ở Nam Quốc, ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên có thể liều mạng vì anh, chỉ với điểm này thôi Dương Bách Xuyên cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Anh muốn xem kẻ nào dám bắt nạt ông ngoại của Dương Bách Xuyên này. Cậu của cháu chết rồi. Đây là câu nói của Đoan Mộc Hành Thiên sau tiếng thở dài. Tim Dương Bách Xuyên hẫng một nhịp, mặc dù anh và cậu không giao tiếp nhiều, nhưng lần đầu gặp mặt anh có thể cảm nhận được cậu rất thân thiết với mình. Không ngờ ông ngoại lại nói là cậu đã chết. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy khó chịu như có tảng đá đè nặng trong lòng.
Hiện tại anh đã hiểu ra tại sao ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên đường đường là tu vi hư cảnh mà tướng mạo lại như ông già 80. Dương Bách Xuyên biết toàn gia tộc Đoan Mộc có rất nhiều đệ tử, nhưng cả đời ông ngoại chỉ có hai đứa con là mẹ của anh Đoan Mộc Uyển Nhi và cậu của anh. Mẹ của anh thì không cần nói đến nữa. Hồi trẻ bà dùng tên giả Mộc Uyển yêu đương với ba anh, cuối cùng vì tìm kiếm người ba mất thích ở Tây Vực của anh mà một đi không trở lại. Bây giờ ông ngoại lại mất đi đứa con trai duy nhất, chuyện này là đả kích lớn đối với ông ấy trở nên già nua thế này cũng không có gì lạ. Sao cậu lại, chết vậy ông? Dương Bách Xuyên trầm giọng hỏi. Đoan Mộc Hành Thiên rơi nước mắt, Loan Châu xuất hiện một thế lực hùng mạnh tên là Thánh Tôn Môn. Ngoại trừ Trung Quốc, các thế lực võ cổ và dị năng ở châu Á đều bị Thánh Tôn Môn cưỡng chế thu phục. Cánh tay của ông và cậu cháu mất vào lúc đó. Nói đến đây, Đoan Mộc Hành Thiên nghẹn ngào không thốt lên lời. Dương Bách Xuyên siết chặt hai tay, trong mắt tràn đầy sát khí, ông ngoại, kẻ nào giết cậu và chém đứt tay trái của ông? Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Tên kia tự xưng là Cung Huyễn, đại đệ tử dưới trướng Thánh Tôn gì đó. Tu vi của gã thâm hậu hơn ông và cậu của cháu đều tổn thất trong tay Cung Huyễn. Nếu không phải lúc đó kinh động tới chính phủ thì e là gia tộc Đoan Mộc cũng diệt vong. Cung Huyễn ra tay vô cùng tàn nhẫn, khẩu hiệu là theo thì sống, chống thì chết. Các thế lực xung quanh không chịu thần phục đều bị Thánh Tôn Môn tiêu diệt. Đoan Mộc Hành Thiên vẫn còn sợ hãi. Vậy Thánh Tôn Môn có lai lịch thế nào? Dương Bách Xuyên hỏi. Đoan Mộc Hành Thiên lắc đầu, không ai biết lai lịch cụ thể ra sao, các thế lực nước ngoài chỉ biết Thánh Tôn Môn là tông môn đột nhiên nổi lên từ Loan Châu vào khoảng một năm trước, kẻ ra mặt đối ngoại chính là Cung Huyễn tự xưng là đại đệ tử dưới trướng Thánh Tôn của Thánh Tôn Môn. Nghe nói Thánh Tôn Môn có một vị Thánh Tôn tu vi cao siêu, Cung Huyễn cưỡng chế thu phục các thế lực nước ngoài là do Thánh Tôn ra lệnh. Thánh Tôn Môn nổi lên trong vòng một đêm, hiện tại ngoài Trung Quốc ra, thế lực trên toàn châu Á đều bị Thánh Tôn Môn thu phục rồi. Không biết mục đích của bọn chúng là gì, nói chung là Thánh Tôn Môn cực kỳ thần bí, nhất là Thánh Tôn gì đó. Chỉ một tên đại đệ tử dưới trướng Thánh Tôn đã thu phục được vô số thế lực, chưa kể Thánh Tôn thần bí khó lường. Đoan Mộc Hành Thiên nói đến đây thì dừng lại nhìn Dương Bách Xuyên rồi mới nói tiếp, vốn dĩ sau khi nghe tin cháu trở về, ông ngoại đã muốn đến thăm cháu từ lâu, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Cháu à, ông ngoại có thể cầu xin cháu một việc không? Sau cùng Đoan Mộc Hành Thiên hỏi. Ông ngoại, chúng ta đều là người một nhà. Ngoài bà nội ra, ông chính là người thân nhất của cháu. Chúng ta là người một nhà, có gì mà không thể nói chứ? Ông cứ dặn dò là được, tuyệt đối đừng khách sáo. Dương Bách Xuyên nhìn ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, trong lòng vô cùng đau khổ. Đoan Mộc Hành Thiên nghe cháu trai nói vậy, biểu cảm chợt thả lỏng, trên mặt xuất hiện nụ cười. Đúng là cháu ruột, ông ấy nhân cơ hội nói ra, cháu cũng thấy đấy, lần này ông ngoại đến muộn là vì không thể ở lại Nam Quốc được nữa. Vì vậy lần này ông dẫn cả gia tộc đến đây nhờ cậy cháu. Nếu có thể, ông hy vọng cháu thu nhận đám đệ tử này của gia tộc Đoan Mộc vào Vân Môn, may ra có thể giữ lại chút căn cơ cho gia tộc Đoan Mộc. Nếu không đưa gia tộc rút khỏi Nam Quốc thì sớm muộn gì Thánh Tôn Môn cũng tìm đến tận cửa, đến lúc đó gia tộc sẽ gặp tai họa. Vì vậy ông ngoại hy vọng cháu có thể giúp đỡ gia tộc Đoan Mộc. Ông ngoại, đây chỉ là chuyện nhỏ. Thế này nhé, cháu dành ra một khu vực riêng ở Động Tiên Vân Môn cho gia tộc Đoan Mộc, làm cơ sở phát triển của gia tộc Đoan Mộc. Tất cả đệ tử của gia tộc Đoan Mộc đều được đối xử bình đẳng như đệ tử Vân Môn. Ông thấy sao? Dương Bách Xuyên trả lời. Nghe vậy Đoan Mộc Hành Thiên cực kỳ cảm động, không ngờ đứa cháu ngoại này lại tốt với mình như vậy. Nhưng sau đó ông ấy lại xua tay nói, không cần phiền phức như vậy đâu, dứt khoát cho đệ tử của gia tộc Đoan Mộc gia nhập Vân Môn đi. Ông ngoại, Dương Bách Xuyên muốn nói nhưng bị Đoan Mộc Hành Thiên ngắt lời, cháu ngoan, ông ngoại biết cháu tốt với gia tộc Đoan Mộc, nhưng ông bảo cháu cho đệ tử của gia tộc Đoan Mộc gia nhập Vân Môn không phải là không có lý do, cũng là có lòng riêng. Ông biết những điển tịch tu luyện mà cháu tặng ông lần trước đều là sách quý, cho đệ tử của gia tộc Đoan Mộc gia nhập Vân Môn thật ra là ông được hời. Và lại chúng ta là người một nhà, cho dù cháu dốc hết vốn liếng tìm một nơi khác cho đệ tử của gia tộc Đoan Mộc phát triển hay là ở Vân Môn đi chăng nữa, về lâu về dài tuy không có vấn đề gì đáng kể, nhưng Vân Môn và đệ tử của gia tộc Đoan Mộc khó tránh khỏi tranh chấp, như vậy không tốt. Còn nữa,
mặc dù đệ tử của gia tộc Đoan Mộc gia nhập Vân Môn, nhưng vẫn là người nhà Đoan Mộc. Vì thế, thật ra để đệ tử gia tộc Đoan Mộc gia nhập Vân Môn đều tốt cho cả Vân Môn lẫn gia tộc Đoan Mộc. Do đó vẫn nên gia nhập thì hơn. Ông là ông ngoại của cháu là cháu trai của Đoan Mộc Hành Thiên này, đâu cần phải phân chia rạch ròi. Đoan Mộc Hành Thiên nói xong, Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ cũng cảm thấy có lý, bèn gật đầu đồng ý, vâng, nếu vậy thì cho đệ tử của gia tộc Đoan Mộc gia nhập Vân Môn. Ông ngoại làm trưởng lão Vân Môn nhé. Vậy thì càng dễ chung đụng với đệ tử Vân Môn, cũng tránh cho đệ tử của gia tộc Đoan Mộc và đệ tử Vân Môn nảy sinh mâu thuẫn. Đoan Mộc Hành Thiên cảm động, biết là cháu ngoại Dương Bách Xuyên đang chăm sóc mình theo một cách khác. Được, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Đoan Mộc Hành Thiên không nói cảm ơn, ông ấy có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của cháu ngoại mình. Dương Bách Xuyên trò chuyện với ông ngoại vài câu, sau đó dặn dò Khưu Vân đưa ông ấy đi làm quen với hoàn cảnh ở Động Tiên Vân Môn, lát nữa ông ngoại còn phải làm người chủ trì hôn lễ. Sau khi ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên rời đi, Dương Bách Xuyên sầm mặt nói vào không khí, Thu Nhi, A Nhân về chưa? Anh vừa dứt lời, bóng dáng Ngô Mặc Thu hiện ra bên cạnh anh, thưa tiên sinh, về rồi ạ, lúc này cậu ấy đang bận rộn ở sân. Tìm A Nhân đến đây cho anh, Dương Bách Xuyên trầm giọng nói. Vâng thưa tiên sinh, Ngô Mặc Thu rời đi. Dương Bách Xuyên tìm Vương Tông Nhân vì muốn tìm hiểu tình hình bên ngoài, hay nói chính xác hơn là hình hình bên ngoài Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này anh cho Vương Tông Nhân ra ngoài không phải đi chơi, mà là đi xử lý những chướng ngại vật cản trở thần long đàm của Ngô Nam. Lần trước anh gặp Ngô Nam, Ngô Nam đã nhắc đến chuyện Loan Châu xuất hiện một kẻ thống nhất các thế lực võ cổ và dị năng lớn. Hôm nay gặp ông ngoại, Dương Bách Xuyên mới biết gia tộc Đoan Mộc là người bị hại, mà hung thủ chính là thế lực ở Loan Châu mà Ngô Nam nhắc đến. Chỉ có điều Ngô Nam nói là một người. Còn ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên nói ra Thánh Tôn Môn và Cung Huyễn Đại đệ tử dưới trướng Thánh Tôn. Bây giờ anh cần biết tình hình cụ thể, chắc hẳn nhị đồ đệ Vương Tông Nhân cũng biết một chút. Thời gian trước cậu ta dẫn theo đệ tử Vân Môn và ba con khỉ đi diễn xiếc khỉ ở biên giới, nghe đồn diễn không tệ. Dù sao ba con khỉ từng bị Vương Tông Nhân hung hăng dạy cho một bài học, nghe nói bây giờ ba chúng nó ở biên giới như chim sợ cành cong. Tuy nhiên, hiện tại Dương Bách Xuyên không muốn biết mấy chuyện tầm phào này, ba con khỉ không làm được trò chống gì. Bây giờ anh muốn xả giận cho ông ngoại và gia tộc Đoan Mộc. Thánh Tôn Môn chó má gì đó, cứ tiêu diệt là được. Anh không thể chọc vào Lữ Xuân Thu, chẳng lẽ còn không thể chọc vào Thánh Tôn chó má hay sao? Không lâu sau, Vương Tông Nhân đi đến, thưa sư phụ, con vừa mới về, đang định báo cáo với người kết quả chuyến đi rèn luyện lần này. Việc này để sau hãng nói. Tôi hỏi cậu, cậu có biết tình hình ở Loan Châu không? Dương Bách Xuyên ngắt lời Vương Tông Nhân. Vương Tông Nhân thấy sắc mặt sư phụ không được bình thường, bèn vội vàng trả lời, có một thế lực tên là Thánh Tôn Môn, nghe nói có một tên Thánh Tôn thần bí và một đại đệ tử chó má gì đó tu vi hư cảnh đỉnh phong. Sau khi đệ tử từ chỗ ba con khỉ trở về cũng muốn đi Loan Châu xem Thánh Tôn Môn chó má này, nhưng vì hôn lễ của sư phụ nên con không kịp đi. Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, bây giờ cậu và Thu Nhi lên đường nhổ tận gốc Thánh Tôn Môn, mang đầu tên Thánh Tôn chó má kia và đại đệ tử của gã về đây cho vi sư. Sau khi sai Ngô Mặc Thu và Vương Tông Nhân đi làm việc, Dương Bách Xuyên mới đi ra đại sảnh. Anh để cho Ngô Mặc Thu và Vương Tông Nhân đi đối phó với Thánh Tôn Môn là đủ rồi. Ngô Mặc Thu là kim đan đại viên mãn, Vương Tông Nhân là kim đan trung kỳ. Ở trái đất, hai kim đan cũng được coi là cao thủ vô địch rồi. Chỉ cần đối thủ không phải là người đến từ Sơn Hải giới thì không có gì phải sợ. Mà người Sơn Hải giới muốn ra ngoài là chuyện không thể nào, bởi vì anh tin rằng Lữ Xuân Thu quản lý chuyện này cực kỳ nghiêm ngặt, tất cả các thông đạo đều bị Lữ Xuân Thu phá hủy hoặc phong ấn, vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của ông ấy. Có lẽ cả trái đất chỉ có một cao thủ như Lữ Xuân Thu. Ông ấy cũng không cho phép người tu chân khác tồn tại. Dương Bách Xuyên có thể ra khỏi Sơn Hải giới bởi vì lúc đó anh trực tiếp phá vỡ không gian đi ra, chứ không phải đi ra từ thông đạo Sơn Hải giới. Vì vậy Dương Bách Xuyên tin rằng sai Ngô Mặc Thu và Vương Tông Nhân đi đối phó với Thánh Tôn gì đó của Thánh Tôn Môn là đủ. Không ai có thể bắt nạt ông ngoại và cậu của Dương Bách Xuyên anh. Dương Bách Xuyên chậm trễ một chút thời gian như thế mà giờ lành đã đến,
Trần Bảy Roi tới thông báo đã đến lúc đi đón dâu. Sau khi Dương Bách Xuyên xuất hiện, Đoan Mộc Hành Thiên đã nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh, lập tức bắt đầu đảm nhận vai trò chủ trì hôn lễ. Sau khi bái lại tổ tiên ở từ đường nhà họ Dương xong, Dương Bách Xuyên triệu hoán phi cầm rồi đi vào động Tiên Vân Môn cùng 6 người phụ nữ để bái đường. Dưới sự chủ trì của Đoan Mộc Hành Thiên, Dương Bách Xuyên đứng ở giữa, mỗi bên trái phải có 3 người phụ nữ. Họ cùng bái lại trời đất, tổ sư, bà nội, cuối cùng là bái phu thê, hoàn thành nghi thức bái đường. Từng cô dâu được đưa về phòng của mình. Trong cung tu đạo, mỗi người phụ nữ đều có một phòng riêng. Nói chung là đã hoàn thành một hôn lễ khác biệt. Lúc này cả động Tiên Vân Môn có tới mấy nghìn khách, Dương Bách Xuyên tiến vào mời rượu, cảm ơn khách khứa. Hơn 1.000 bàn tiệc, anh bắt đầu mời rượu từng bàn từ giữa trưa, mặc dù anh có thể chất đặc biệt nhưng đến khi mời rượu xong cũng đã mơ mơ màng màng. Mãi đến xế chiều mới hoàn thành tất cả các khâu, cuối cùng là vào động phòng. Tất nhiên là động phòng tại biệt viện riêng ở cung tu đạo. Dương Bách Xuyên mơ mơ màng màng đi vào biệt viện, nhìn từng dãy phòng mà hoa hết cả mắt. Thật ra vấn đề Dương Bách Xuyên đi phòng nào đã chốt trước rồi, đương nhiên là đi đến phòng của chính cung nương nương Triệu Nam. Cho đến ngày hôm nay, trong 6 người phụ nữ chỉ có Triệu Nam là vẫn còn trong trắng. Mấy người phụ nữ khác đều đã có quan hệ vợ chồng với Dương Bách Xuyên. Các cô ấy đều biết chuyện này, cho nên khi nghe thấy tiếng bước chân Dương Bách Xuyên đi vào phòng của Triệu Nam, ai nấy đều thở dài nhưng cũng không oán giận, đêm nay thuộc về vợ cả. Thu hoạch của bọn họ trong ngày hôm nay là một danh phận. Dương Bách Xuyên lảo đảo, xem ra say lắm rồi. Nhưng sau khi anh đẩy cửa phòng Triệu Nam ra, đôi mắt mơ màng mở to, sáng lấp lóe. Dương Bách Xuyên say thật ư? Điều này chỉ có bản thân anh biết. Đối mặt với 6 cô dâu, anh còn chưa tu luyện đến cảnh giới phân thân, giả say là lựa chọn duy nhất. Anh yêu mỗi người vợ của mình, lại càng không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Đêm nay anh chỉ có thể ở bên Triệu Nam, anh đã nợ cô ấy rất nhiều. Bất kể là sự việc ở Hồng Kông năm xưa, hay là chuyện mình mất tích 6 năm, Dương Bách Xuyên biết Vân Môn có thể lớn mạnh như hiện tại, công đầu thuộc về Triệu Nam. Anh là bạn trai, là chồng chưa cưới của Triệu Nam, nhưng trong số tất cả những người phụ nữ của mình, thời gian anh ở bên cô ấy lại ít nhất. Vì vậy đêm nay anh mượn men rượu, chỉ đành xin lỗi các cô vợ khác, anh phải ở bên Triệu Nam. Hai người quen biết nhau hơn 10 năm, rốt cuộc hôm nay cũng hoàn thành bước đi hoàn mỹ nhất trên chặng đường chung. Dương Bách Xuyên đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi đến, chăm chú nhìn cô dâu Triệu Nam đội khăn trùm đầu, ngồi trên mép giường. Triệu Nam nghe thấy tiếng bước chân Dương Bách Xuyên từ từ đi tới, không hiểu sao trái tim đập thình thịch. Cô ấy đợi ngày này đã hơn 10 năm, hôm nay coi như viên mãn. Dương Bách Xuyên nhìn Triệu Nam yên tĩnh ngồi trên mép giường. Bình tĩnh đi tới ngồi bên cạnh đối phương. Anh không vội gỡ khăn trùm đầu, mà cầm tay cô ấy và nói khẽ, Nam Nhi, mấy năm qua em vất vả rồi. Triệu Nam thoáng run rẩy, có câu nói này của Dương Bách Xuyên là đủ rồi. Dưới khăn trùm đầu, hai hàng nước mắt chảy dài. Đời này cô ấy vĩnh viễn có một vị trí trong trái tim Dương Bách Xuyên cũng đủ rồi. Em chưa từng hối hận, Triệu Nam nói lảng. Dương Bách Xuyên hiểu ý của cô ấy. Trong lòng tràn đầy cảm động. Anh xoay người, nâng tay nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn trên đầu cô ấy ra, Nam Nhi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Nhớ chứ, lúc đó em hô hấp nhân tạo cho anh. Anh nói xem lúc đó anh tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là gì? Triệu Nam mỉm cười hỏi. Nói thật là lúc đó em hô hấp nhân tạo cho anh, từ cái nhìn đầu tiên sau khi mở mắt ra, anh liền biết là đời này em đã mọc rễ nảy mầm trong tim anh. Hiện tại anh rất cảm ơn Vượng Tử, nếu không có Vượng Tử thì anh không được gặp em. Đời này gặp được em là may mắn của Dương Bách Xuyên anh. Anh yêu em, Dương Bách Xuyên không phải là người giỏi nói lời đường mật, mọi quân tâm yêu thương đều cất giữ trong lòng. Từ trước đến giờ anh không nói ra miệng, mà nghĩ gì cũng đặt trong lòng, sau đó thực hiện. Thế nhưng khoảnh khắc này anh lại bộc lộ cảm xúc nội tâm. Em cũng yêu anh, Triệu Nam đỏ mặt. Rốt cuộc cũng có dáng vẻ thiếu nữ. Giờ phút này cô ấy không còn là nữ chủ tịch bá đạo, mà là một cô gái bé bỏng được bạn trai cưng chiều. Trong phòng đã tối đèn, nhưng lại vang lên từng hồi ươm ươm a a. Trong khoảng thời gian tiếp theo,
Mỗi ngày Dương Bách Xuyên đều làm chú rể, đắm chìm trong đó, muốn dừng mà không dừng được. Thời gian cũng trôi qua từng ngày. 10 ngày sau, Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu về tới Vân Môn, báo cho Dương Bách Xuyên một tin, hai người đi Loan Châu tìm Thánh Tôn Môn, tuy đã tìm được xào huyệt của Thánh Tôn Môn và phá hủy nó, nhưng lại không thấy Thánh Tôn thần bí trong truyền thuyết và đại đệ tử cung huyễn của gã. Bọn họ liên tục tìm kiếm gần chục ngày mà không tìm được, hai người kia như bốc hơi khỏi thế gian, tìm khắp cả Loan Châu cũng không có bất kỳ dấu vết nào. Dường như đối phương đã biết trước bọn họ sẽ đến gây phiền phức nên rời đi. Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu bó tay hết cách, đành phải trở về báo cáo, giao cho Dương Bách Xuyên quyết định. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không tìm thấy người thì thôi, chuyện này cứ tạm gác lại đã. Anh bảo Vương Tông Nhân tiếp tục đi rèn luyện, mục đích là diệt trừ tất cả các thế lực nước ngoài có địch ý với Trung Quốc. Lữ Xuân Thu vì lợi ích cá nhân sẽ không để cho Trung Quốc dung chuyển. Dương Bách Xuyên anh cũng vậy, ngoài ra anh còn đề phòng một ngày nào đó có người từ Sơn Hải giới đến trái đất, vì vậy anh phải tiêu diệt các thế lực này. Vương Tông Nhân rất có hứng thú với việc dẫn theo đệ tử Vân Môn ra ngoài rèn luyện, chỉ ước gì được chạy khắp thế giới. Có lệnh của Dương Bách Xuyên, cậu ta hí hửng đi ngay. Còn Ngô Mặc Thu thì trở về liền bế quan. Sau hôn lễ 3 tháng, mấy người phụ nữ cũng nối nhau bắt đầu tu luyện, toàn bộ Vân Môn khôi phục trạng thái tu luyện. Chớp mắt đã 2 năm trôi qua. Trong 2 năm này, Dương Bách Xuyên không làm gì hết, hoàn toàn trải qua cuộc sống của người bình thường. Anh lập một mảnh ruộng ở thôn Vân, trồng trọt cùng bà nội và cháu ngoại, cuộc sống vô cùng thoải mái. Cháu gái Tiểu Mạn Mạn mới 3 tuổi nhưng đã biến thành công chúa nhỏ khiến người Vân Môn sợ như cọp, vừa nghe tên là mặt biến sắc. Công chúa nhỏ, nói chạy từ công chúa nhỏ. Công chúa nhỏ chỉ là biệt danh công khai thôi, thật ra đệ tử Vân Môn và võ cổ giả đều lén gọi Tiểu Mạn Mạn là tiểu ma nữ. Bởi vì lúc mới sinh Tiểu Mạn Mạn được Dương Bách Xuyên dùng nước sinh mệnh tẩy tủy, đạt thành trúc cơ tiên thiên, cho nên Tiểu Mạn Mạn 3 tuổi đã là yêu nghiệt, bất kể thân thể hay là IQ các thứ, mọi phương diện đều có thể gọi là yêu nghiệt. Lúc mới sinh cô bé đã đấm tím mắt người ba lưu tích kỳ. Bây giờ được cụ ngoại nuôi nấng lại càng coi trời bằng cung. Nói ra cũng lạ, Dương Bách Xuyên cực kỳ cưng chiều Tiểu Mạn Mạn, chưa từng đánh mắng cô bé muốn gì được nấy, nhưng anh lại là người Tiểu Mạn Mạn sợ nhất trong Vân Môn. Những người khác thì cô bé chẳng sợ một ai. Một tuổi Tiểu Mạn Mạn đã biết nói, biết tu luyện. 3 tuổi bước vào trúc cơ trung kỳ, lúc 1 tuổi cô bé đánh cho Lưu Tích Kỳ gào khóc thảm thiết, bây giờ Lưu Tích Kỳ nhìn thấy con gái là trốn ngay. Thứ nhất là sợ bị con gái đánh, quá mất mặt. Thứ hai, con gái đã là trúc cơ trung kỳ ngang ngửa mình, điều này khiến anh ta bị kích thích, thường xuyên bế quan. Tóm lại, Tiểu Mạn Mạn 3 tuổi trở thành công chúa nhỏ khiến cả Vân Môn nhức đầu. Hàng ngày cô bé đi dạo khắp nơi trong động tiên Vân Môn. Khổ nhất là những võ cổ giả được Dương Bách Xuyên cho phép sống tại động tiên Vân Môn, có rất nhiều người không đánh thắng cũng không tránh được Tiểu Mạn Mạn, thường xuyên bị cô bé ghé thăm gây họa. Hôm nay Dương Bách Xuyên vừa mới chuẩn bị cuốc đất ở đầu thôn Vân thì thấy Khư Vân thở hồng hộc chạy từ đằng xa tới, tiên sinh ơi tiêu rồi, tiêu rồi. Ngài mau tới động tiên mà xem, lần này công chúa nhỏ gây họa lớn rồi. Dương Bách Xuyên không tin, bật cười bảo, cô từ từ nói xem đã xảy ra chuyện gì. Anh nghe thấy Tiểu Mạn Mạn gây họa cũng chẳng thấy lạ, mấy năm nay anh đã quen rồi, nếu hôm nay không nghe tin Tiểu Mạn Mạn không gây họa mới là lạ đó. Khư Vân nghe Dương Bách Xuyên bảo mình nói từ từ thì nghẹn ngào cất lời, tiên sinh, hôm nay công chúa nhỏ nhân lúc tôi không chú ý, chạy vào viện ngự thú. Vào thì vào, không có gì to. Dương Bách Xuyên còn chưa nói hết chữ cuối cùng, đột nhiên nâng giọng lên quãng tám, gì cơ? Tiểu Mạn Mạn chạy vào viện ngự thú ư. Nói đến đây, Dương Bách Xuyên không kìm được nuốt nước bọt, run rẩy hỏi, vậy, bà cô nhỏ có động vào trứng yêu không? Tất nhiên trứng yêu mà anh nhắc đến không phải trứng yêu bình thường, mà là 100 quả trứng yêu hồi trước anh thuận tay lấy trong ổ trứng Phượng Hoàng ở thành Yêu Quang, mỗi quả đều là trứng yêu cao cấp. Sau khi Dương Bách Xuyên tìm được, anh đặt hết trong viện ngự thú nuôi dưỡng. Hơn nữa anh còn tìm thấy phương pháp ngự thú trong truyền thừa. Anh tìm một đám người nuôi trứng, cuối cùng phát hiện Khư Vân rất có thiên phú trong ngự thú đạo, bèn cho Khư Vân vào viện ngự thú. Trở thành viện chủ viện ngự thú, chuyên nuôi dưỡng 100 quả trứng yêu từ thành Yêu Quang.
Khư Vân biết công túa nhỏ Tiểu Mạn Mạn bị lão phu nhân Triều Hư này không sợ trời không sợ đất, mấy năm qua cô bé nhiều lần gây họa khắp nơi trong động Tiên Vân Môn, vì vậy cô vẫn luôn đề phòng Tiểu Mạn Mạn vào viện ngự thú gây họa. Nhưng đề phòng đến mấy, hôm nay tiểu quỷ Tiểu Mạn Mạn vẫn tìm được cơ hội. Thật ra đây là chuyện bình thường, Tiểu Mạn Mạn lớn dần, thực lực cũng tăng theo, cô bé là trúc cơ trời sinh, còn Khư Vân tuy đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ song vẫn khó đề phòng Tiểu Mạn Mạn. Khư Vân nhìn Dương Bách Xuyên, tự trách mình, công túa nhỏ đã lấy trộm một nửa trứng yêu, tiên sinh mau đi tìm đi, chậm chút nữa sẽ xảy ra chuyện mất. Khư Vân biết những quả trứng yêu mình nuôi dưỡng 2-3 năm qua sắp nở, nếu công túa nhỏ phá trứng yêu, những quả trứng yêu có huyết mạch cường đại nở ra sẽ gây tổn thương cho cô bé. Mấy năm nay Khư Vân nghiên cứu ngự thú đạo nên biết những thông tin cơ bản của yêu cầm, yêu thú trên thế gian. Cô biết bên trong những quả trứng yêu này có một số yêu thú mang huyết mạch tốt, mà một số yêu thú cấp cao vừa mới sinh ra hoặc là nở trứng đã có tu vi trên trúc cơ, nếu gây tổn thương đến Tiểu Mạn Mạn thì cô không biết phải ăn nói thế nào với Dương Bách Xuyên, lão phu nhân và vợ chồng Lưu Tích Kỳ. Vì vậy Khư Vân cuống đến nỗi bật khóc. Sau khi Tiểu Mạn Mạn trộm trứng yêu, Khư Vân lập tức chạy đi tìm. Động Tiên Vân Môn kéo dài vạn dặm, vô cùng rộng lớn. Khư Vân đã tìm một vòng mà không thấy tung tích của Tiểu Mạn Mạn. Lúc này cô mới vội vàng đi tìm Dương Bách Xuyên, bởi vì anh là chủ nhân của động tiên, tất nhiên tìm người không khó. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng biến sắc, đương nhiên anh biết cháu ngoại trộm trứng yêu sẽ có hậu quả gì. Không phải anh tiếc mấy chục quả trứng yêu, mà là anh biết với tính tình của Tiểu Mạn Mạn, con bé chắc chắn sẽ phá trứng yêu. Nhưng những quả trứng yêu này đã được Khư Vân dày công nuôi dưỡng 3 năm, sắp nở rồi. Nói cách khác, chúng đều là vật sống, có thể phá vỏ chui ra bất cứ lúc nào. Hơn nữa tất cả đều là trứng yêu có huyết mạch tốt, chẳng may làm cô bé bị thương thì bà nội nhất định sẽ nổi giận. Cô đừng khóc, trước tiên chúng ta đi xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Dương Bách Xuyên không trách Khư Vân, anh cũng biết cháu ngoại mình nghịch ngợm, bị bà nội chiều hư. Hễ Lưu Tích Kỳ và em gái Dương San San mắng Tiểu Mạn Mạn, cô bé sẽ đi mách bà nội, sau đó vợ chồng Lưu Tích Kỳ bị bà mắng cho một trận. Về sau hai vợ chồng dứt khoát mặc kệ cô bé. Có điều Tiểu Mạn Mạn rất sợ Dương Bách Xuyên, nhưng cô bé có bà nội che chở nên anh cũng bó tay, mỗi lần anh muốn răn dạy cô bé, bà nội đều nói một câu, thằng nhóc thúi cút sang một bên đi, cháu có bản lĩnh thì sinh một đứa cháu trai cho bà xem nào. Bà nội vừa nói câu này, Dương Bách Xuyên lập tức rút lui. Anh cũng rất sầu não. Rõ ràng anh là người tu chân, sức khỏe vượt xa người thường, vậy mà mấy năm trôi qua, bụng của mấy cô vợ vẫn không có động tĩnh gì. 2-3 năm nay bà nội ngày càng nóng tính cũng bởi vì đến giờ vẫn chưa có chắt trai, hầu như ngày nào bà cũng cằn nhằn chuyện này. Vì vậy mấy người phụ nữ đều rất ai oán, nhìn thấy bà nội là nơm nớp lo sợ. Nói ra thì 2-3 năm nay Dương Bách Xuyên rất chăm chỉ cày cấy, ấy thế mà ông trời không chiều lòng người, anh chỉ đành cố gắng hơn nữa. Sau khi Dương Bách Xuyên và Khư Vân chạy tới động Tiên Vân Môn, anh nhắm mắt cảm nhận, thoáng cái đã tìm được cháu ngoại. Nhưng sau khi nhìn thấy cháu ngoại, suýt thì anh ngã nhào. Sao vậy tiên sinh, có tìm thấy không? Khư Vân sốt sắng hỏi. Tìm được rồi, chúng ta đến đó trước đã. Dương Bách Xuyên không kịp giải thích thêm, lập tức triệu hoán một con phi cầm, sau đó hai người ngồi lên phi cầm bay thẳng đến một sơn cốc cách mấy chục dặm. Lúc này, ở một nơi cách Tam Cung Lục Viện 60 dặm, một cô nhóc 3 tuổi hệt như búp bê đang đốt lửa bên bờ suối, sau đó lửa lan ra xung quanh, nướng một đống trứng yêu siêu to. Cô bé vừa hát khe khẽ vừa cầm một cái búa sắt gõ cộp cộp lên từng quả trứng yêu. Không phải Mạn Mạn cháu gái của Dương Bách Xuyên. Con gái rượu của vợ chồng Lưu Thích Kỳ và Dương San San, hòn ngọc quý trên tay bà nội, công túa nhỏ của Vân Môn, hay còn có tên khác là Tiểu Yêu Nghiệt thì còn ai vào đây nữa. Sau khi Dương Bách Xuyên và Khư Vân đáp xuống sơn cốc, trông thấy cháu gái cầm búa sắt hát ngâm nga, lửa cháy hừng hực xung quanh, một đống trứng yêu đầy vết nứt chẳng chịt, khóe miệng anh không kìm được giật liên hồi. Có điều nhìn thấy cháu ngoại rồi, Dương Bách Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô bé không bị thương là tốt rồi. Khư Vân thấy toàn bộ trứng yêu đều có vết nứt, sắc mặt lập tức tối sầm. Những quả trứng yêu này là thành quả mà cô vất vả nuôi dưỡng trong mấy năm qua, bây giờ bị bà cô nhỏ này nhóm lửa nướng, bị búa sắt gõ nứt,
không biết có mấy quả có thể sống sót. Khưu Vân tự cho rằng mình đã phụ sự giao phó của tiên sinh. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân cô bủn rủn suýt ngã. Dương Bách Xuyên nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy Khưu Vân. Anh biết những quả trứng yêu này là tâm huyết, là thành quả lao động của Khưu Vân suốt mấy năm qua, vậy mà bây giờ lại bị cháu ngoại chà đạp như vậy, chắc chắn là cô rất buồn. Anh cũng biết Khưu Vân đang lo lắng về nhiệm vụ mình giao cho, lòng nóng như lửa đốt. Dương Bách Xuyên vội vàng an ủi Khưu Vân, đừng lo, những quả trứng yêu này vẫn còn dấu hiệu sống. Thật sao tiên sinh, chúng ta mau qua đó thôi. Khưu Vân nói ngay. Được, Dương Bách Xuyên đáp lời, sau đó đi cùng Khưu Vân đến chỗ cháu ngoại. Tiểu Mạn Mạn nghe thấy phía sau có tiếng bước chân bèn ngoảnh đầu nhìn, trông thấy bác mình đang đến gần. Cô bé lập tức hét to, chiếc búa sắt trong tay rơi bộp xuống đất, xoay người chạy trốn. Dương Bách Xuyên là chủ nhân của động Tiên Vân Môn, ở đây anh chẳng khác nào một vị thần. Anh vừa thốt ra một chữ, Tiểu Mạn Mạn lập tức bị ép dừng lại. Lần này Dương Bách Xuyên thật sự có ý định dạy dỗ đứa cháu ngoại coi trời bằng vung này. Anh biết nếu cứ mặc kệ cô nhóc thì sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn. Ở địa bàn của mình thì không sao, nhưng sau này tạo thành thói quen ắt sẽ hại cô bé. Dương Bách Xuyên quyết định lần này cho dù bà nội có tạo áp lực, anh cũng phải dạy dỗ bà cô nhỏ này. Tối thiểu cũng phải làm cho cô bé biết tôn trọng thành quả lao động của người khác. Khưu Vân tốn 2-3 năm nuôi dưỡng trứng yêu, muốn nhìn thấy trứng nở, vậy mà bị bà cô này phá, ít nhất là 18 quả trứng trong đống lửa đều bị hỏng hết rồi. Trước đó anh an ủi Khưu Vân là trứng yêu vẫn còn dấu hiệu sống, nhưng thật ra đâu còn. Yêu thú, đặc biệt là yêu thú có linh tính, điều kiện trứng nở cực kỳ khắc nghiệt. Trứng yêu bị cháu ngoại dùng lửa đốt nứt chẳng khác nào đứa trẻ sinh non, tất cả đều chết non rồi. Bác ơi, sao bác lại tới đây? Cô nhóc thông minh danh mãnh, nở nụ cười làm lành, không hề nhận ra sai lầm của bản thân. Bình thường Dương Bách Xuyên rất yêu chiều Tiểu Mạn Mạn, nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt vô tội cùng với vẻ gian xảo thoáng lóe lên trong đôi mắt của cô bé, anh có cảm giác tự bê đá đập vào chân mình. Trước đây anh tẩy tủy cho cháu gái là vì muốn cháu gái khỏe mạnh. Về sau anh tăng lượng nước sinh mệnh cũng vì muốn trêu đùa Lưu Thích Kỳ. Bây giờ tới lượt người bác này nhức đầu. Dương Bách Xuyên cố ý đanh mặt nói, con biết lỗi chưa? Bác thả con trước đã, con khó chịu lắm. Con biết lỗi rồi à? Cô nhóc chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương. Sai ở đâu? Dương Bách Xuyên hỏi tiếp. Cô nhóc trả lời, thưa bác, con sai tất tần tật. Dương Bách Xuyên giận hóa hóa cười. Anh biết cô nhóc này không biết mình sai ở đâu, trả lời như vậy chỉ là giả bộ mà thôi. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, lần này anh quyết tâm muốn trừng phạt bà cô này. Anh thầm niệm trong đầu, giải trừ trói buộc cho cô bé, sau đó chia tay bảo, đưa nhẫn càn khôn cho bác. Nhẫn kiền khôn là món quà sinh nhật Dương Bách Xuyên tặng cho Tiểu Mạn Mạn lúc một tuổi, mấy năm nay bà cô này dùng nhẫn càn khôn càn quét đồ khắp nơi. Anh tin rằng số trứng yêu còn lại đang ở trong nhẫn càn khôn của cô nhóc. Cô gái nhỏ nghe thấy bác mình muốn lấy nhẫn càn khôn của mình, sắc mặt cô bé lập tức thay đổi, nhẫn càn khôn chính là vũ khí lợi hại để cô bé tung hoành ở Vân Môn, tất cả những thứ bên trong đều là chiến tích, làm sao có thể giao cho Dương Bách Xuyên người bác mà cô bé vừa thương vừa sợ này chứ? Trong mắt cô bé khẽ đảo, hì hì, bác à, không phải bác có pháp khí càn khôn sao? Còn muốn cái của con làm gì? Đúng rồi, à con đột nhiên nhớ ra bà cố nội vẫn đang tìm con, bác, cô Khưu Vân, tạm biệt. Cô gái nhỏ tinh quái vừa được Dương Bách Xuyên giải trừ thuật định thân, hi hi ha ha nói chuyện rồi đột nhiên bỏ chạy. Khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật, cố nén cười chứ không ngăn cản cô bé chạy trốn. Bụp ui ra, đau chết con rồi, cô gái nhỏ vừa chạy đi được hai bước thì bị đụng đầu vào không khí. Thật ra Dương Bách Xuyên sớm đã biết cháu gái nhỏ giống như khỉ thành tinh này sẽ chạy, sau khi cởi bỏ thuật định thân của cô bé, anh đã bày ra kết giới xung quanh trong vòng 3 mét. Trong động Tiên Vân Môn, ý niệm của anh khẽ động chính là thần, hoàn toàn không tiếc pháp lực yếu mà bày ra một kết giới vô hình. Ui ra đau chết mất, bác à, bác bắt nạt con muốn đi mách bà cố nội, hu hu, cô gái nhỏ thấy chạy trốn không được, lập tức ngồi trên mặt đất hoa hoa khóc lớn lên.
Dương Bách Xuyên sao có thể không biết thủ đoạn ma quỷ của cô gái nhỏ này. Đúng là chỉ biết giả vờ ăn vạ, từ nhỏ cô bé đã là tiên thiên trúc cơ, uống qua 7 giọt nước sinh mệnh tẩy tủy thân thể, cho dù bị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dùng hết sức đánh một cái thì cũng chỉ tổn thương đến da lông mà thôi. Câu cửa miệng của cô bé chính là đi mách bà nội cho có chuyện hay không có chuyện gì, một chiêu này quả thật rất hữu dụng, bởi vì Dương Bách Xuyên cũng phải đau đầu. Cô gái nhỏ bị bà nội nuông chiều đến hư mất rồi. Thế nhưng hôm nay anh không có ý định bỏ qua cho đứa cháu gái coi trời bằng vung này, nếu không quản thì cô bé thật sự muốn lên trời mà. Nhìn cô gái nhỏ ngồi trên mặt đất che mắt oa oa khóc lớn, Khư Vân ở một bên thấy không đành lòng, vội vàng đi tới ôm lấy cô gái nhỏ và nói, tiểu mạn mạn, đến đây để cô Khư Vân xem nào, bị đau ở đâu. Cô gái nhỏ như búp bê vậy, trừ việc đi nghịch ngợm gây sự thì phải nói là bảo bối trong lòng tất cả mọi người ở Vân Môn. Ngày thường toàn bộ Vân Môn cũng không có trẻ con, tiểu mạn mạn là người duy nhất, cho nên tất cả mọi người đều thích nuông chiều cô bé. Hơn nữa, cô gái nhỏ này rất dẻo miệng, không ai là không thích cô bé, lúc này Khư Vân lại không đành lòng. Hu hu hu, cô Khư Vân, bác bắt nạt con, hu hu. Cô gái nhỏ vừa nằm sấp trong ngực Khư Vân hu hu khóc lớn, vừa len lén nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thực sự rất đau đầu, anh biết cô gái nhỏ này không hề khóc. Chỉ là đang cố ý gào thét, cho nên vẻ mặt vẫn thể hiện rõ muốn chạy trốn. Cô Khư Vân, mạn 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 đau đầu cô gái nhỏ này nằm sấp trong lòng Khư Vân bắt đầu giả bộ đáng thương. Cảnh tượng thế này Dương Bách Xuyên đã thấy qua vô số lần. Cô gái nhỏ miệng thì gào thét, nhưng lại len lén nhìn bác Dương Bách Xuyên, nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Khư Vân, cô bé biết tiếp theo cô Khư Vân sẽ bắt đầu xin tha giúp cô bé, mà bác thì sẽ thở dài một tiếng rồi sau đó thả mình đi. Trong lòng cô bé vui vẻ, chờ Khư Vân mở miệng. Quả nhiên chỉ nghe Khư Vân mở miệng nói, tiên sinh hay là bỏ qua đi, mạn mạn biết sai rồi. Nói xong, Khư Vân lại nói với tiểu nha đầu trong lòng, đúng không mạn mạn? Đúng đúng đúng, bác à, mạn mạn biết sai rồi. Trong lòng cô gái nhỏ vui vẻ, ngoài miệng thì tiếp lời Khư Vân vội vàng nhận sai, bình thường vào lúc này, bác sẽ không tức giận. Nhưng diễn biến kịch bản hôm nay lại vượt ngoài dự đoán của tiểu mạn mạn, bác lại không ra bài theo lẽ thường. Dương Bách Xuyên đã miễn dịch với chiêu trò của cô gái nhỏ này rồi, đích thật là thường ngày anh đều sẽ cảnh cáo vài câu rồi thả người, trong lòng thật ra rất yêu thương cô bé, nhưng hôm nay anh biết bất kể thế nào cũng không thể bỏ qua cho cô gái nhỏ này. Vợ chồng Lưu Tích Kỳ cũng hết cách với con gái bảo bối bởi vì cô gái có bà nội che chở, trong toàn bộ Vân Môn. Cô gái nhỏ chỉ sợ duy nhất bác của mình, nếu còn không quản nữa thì cô gái nhỏ này sẽ trưởng thành lệch lạc mất. Cho nên sắc mặt Dương Bách Xuyên càng cố ý trầm xuống, mở miệng nói, giao hết số chứng yêu còn lại ra đây. Anh có thể không cần nhẫn càn khôn của cô bé, nhưng yêu đan là linh thú hộ mệnh được bồi dưỡng cho Vân Môn, cũng là thành quả lao động của Khư Vân, chuyện này không thể nuông chiều. Nghe thấy bác trầm giọng nói chuyện, diễn biến không đúng nha. Đừng nhìn cô gái nhỏ chỉ có 3 tuổi, nhưng bộ não lại thông minh hơn bất cứ ai, cô bé biết hôm nay bác mình tức giận thật rồi nên miệng nhếch lên hậm hực nói, quỷ hẹp hòi, không phải chỉ là mấy quả trứng yêu thôi sao, con cũng không thèm ăn vào miệng, bác cũng tới đòi rồi, con trả lại cho bác đấy. Cô gái nhỏ vừa nói chuyện vừa vung tay lên, đột nhiên vung ra hết số trứng yêu còn lại trong nhẫn càn khôn. Rắc rắc rắc. Cho dù nhẫn càn khôn muốn thu đồ chỉ cần dùng ý niệm là được, nhưng cũng phải chú ý nhẹ nhàng, cô gái nhỏ đột nhiên hậm hực vung hết số trứng yêu còn lại trong nhẫn càn khôn ra, lập tức phát ra âm thanh rắc rắc. Tổng cộng chỉ trộm được có 50 quả trứng yêu, trước đó lại bị cô bé gây họa bỏ vào động lửa hơn 10 quả, lần này đột nhiên vung trứng từ trong nhẫn càn khôn ra nên bị rơi vỡ hơn 10 quả. Xem như một nửa số trứng yêu đã bị hủy. Ôi chao, tiểu tổ tông! Nhẹ tay thôi, Khư Vân khẽ hét lên. Lần này Dương Bách Xuyên hoàn toàn tức giận, trước đó là giả bộ tức giận, nhưng giờ là thật sự tức giận, anh giận dữ quát lên với cô gái nhỏ, làm càn. Bị Dương Bách Xuyên quát lớn, lần này cô gái nhỏ thật sự bị dọa, từ tiếng giống giận và sắc mặt của bác mình, cô bé cuối cùng cũng nhìn ra lần này mình thật sự gây họa rồi. Cô bé oa oa khóc lên, lần này là khóc thật. Không được khóc. Dương Bách Xuyên trầm giọng giống lên. Hức, cô gái nhỏ im bặt, nước mắt đảo quanh hốc mắt,
nhưng thật sự không dám khóc. Một tuổi con đã đốt nhà tổ, hai tuổi con đã lén lút đốt sạch râu của đạo trưởng Thanh Hư Tử người ta, vẽ rùa lên đầu Phương Trượng Thiếu Lâm, bỏ thuốc sổ cho võ cổ giả khác, ba tuổi con đã giàu vào mỗi đệ tử môn nhân trong Tam Cung Lục Viện đến khốn khổ, thường xuyên bắt nạt đệ tử có tu vi thấp, không phải đánh cho tàn phế thì là bị thương. Những chuyện này bác đều có thể nhìn, chỉ cần con không gây ra án mạng thì bác đều có thể cho con làm loạn, nhưng lần này con lại ăn cắp trứng yêu do cô Khư Vân chăm sóc, thật đúng là coi trời bằng vung, bác chưa từng nói với con là không thể vào Tam Cung Lục và Viện Ngự Thú à? Có biết những trứng yêu này là thành quả mà cô Khư Vân của con đã dành tâm huyết 3 năm không? Không nói đến giá trị của bản thân trứng yêu, chỉ riêng một quả trứng yêu đã khiến cô Khư Vân của con hao phí tâm huyết bồi dưỡng ngày đêm suốt 3 năm qua. Phần thành quả lao động này đã bị con tiện tay phá hủy trong chốc lát rồi, con nói xem, làm như vậy có đúng không? Hả? Ỷ vào trưởng bối trong sư môn ai nấy đều cưng chiều con, có bà cố nội bảo vệ con thì con có thể tùy ý chà đạp tâm huyết lao động của người khác à? Ai đã dạy con làm vậy? Đúng là làm càn, lần này không dạy cho con một bài học, bác thấy sớm muộn gì con cũng sẽ gây ra họa lớn, theo bác đến viện hình phạt nhanh. Dương Bách Xuyên càng nói càng tức giận. Cuối cùng bảo Tiểu Mạn Mạn đến viện hình phạt. Lần này cô gái nhỏ hoàn toàn sợ hãi, cô bé đương nhiên biết viện hình phạt của Động Thiên Vân Môn là nơi thế nào, những năm gần đây cô bé cũng từng chứng kiến cảnh đệ tử Vân Môn phạm sai lầm phải đến viện hình phạt chịu phạt, lần nào cô bé cũng thích đi xem náo nhiệt, còn cảm thấy rất vui vẻ, không ngờ bác lại bảo cô bé đến viện hình phạt. Lần này cô gái nhỏ sợ thật rồi. Oa, hu hu, bác, Tiểu Mạn Mạn biết sai rồi. Con không dám nữa, cô gái nhỏ lập tức bật khóc. Im miệng, không được khóc. Dương Mỗ nhìn cô gái nhỏ khóc lớn, thật ra cũng không đành lòng, nhưng anh biết cô gái nhỏ này mấy năm nay cũng đùa giỡn đủ rồi. Ba tuổi chính là thời kỳ quan trọng để đặt nền móng tu chân. Anh quyết định sau này không cho cô gái nhỏ này tiếp tục đùa giỡn nữa, muốn bắt đầu bồi dưỡng cô bé. Mà lần bồi dưỡng này bắt đầu từ việc trừng phạt, đầu tiên phải khiến cô bé hiểu đạo lý, biết lý lẽ. Càng phải biết tôn trọng tâm huyết lao động của người khác. Tiên sinh, hay là bỏ qua đi. Tôi thấy lần này Khư Vân thật sự biết sai rồi. Khư Vân nhìn mặt Dương Bách Xuyên tối sầm lại, biết anh tức giận thật nên nhỏ giọng xin tha cho cô gái nhỏ. Lần này cô không cần xin tha, trong lòng tôi biết rõ, đi mang số trứng yêu còn lại về viện ngự thú đi. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên nắm lấy tay cô gái nhỏ, nhảy lên lưng phi cầm, sau đó đi thẳng đến viện hình phạt. Khư Vân thấy Dương Bách Xuyên dẫn theo cô gái nhỏ khóc lớn rời đi, trong lòng bắt đầu lo lắng không yên, vội vàng thu lại trứng yêu rồi đi tìm bà nội và những người khác, cô biết lần này Dương Bách Xuyên thật sự muốn trừng phạt cô gái nhỏ. Trong viện hình phạt, Dương Bách Xuyên đóng cửa lớn lại, lúc này mới quay lại nhìn cô gái nhỏ mặt nhem nhuốc, trong lòng dù sao vẫn không đành lòng, nhưng mấy năm nay, cô gái nhỏ này làm trò ở Vân Môn khiến người người oán trách. Có rất nhiều đệ tử tuy là ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại có tức giận, anh biết nếu không bình ổn sự oán giận này thì cuối cùng lại không tốt cho sự phát triển của các môn nhân đệ tử. Dương Bách Xuyên dẫn theo Tiểu Mạn Mạn bay vào viện hình phạt, có rất nhiều người nhìn thấy, một đám lập tức nhao nhao bàn luận sôi nổi, lần này môn chủ đại nhân cuối cùng cũng muốn trừng phạt tiểu ma nữ ngang ngược trời đất này rồi. Mà bà nội và mấy người phụ nữ nghe được Dương Bách Xuyên giận dữ đưa Tiểu Mạn Mạn vào viện hình phạt, cả đám đều chạy tới viện hình phạt. Trong miệng bà nội liên tục chửi rủa, thằng nhóc khốn khiếp, dám động đến một sợi tóc của cháu gái bảo bối của bà, xem bà nội này có đánh chết con không. Lưu Thích Kỳ và Dương San San đi theo bên cạnh, nghe bà nội bảo vệ con mình như vậy, khóe miệng lại giật giật, hai người thật sự rất muốn để Dương Bách Xuyên giáo dục con gái bảo bối một chút. Nhưng nhìn thái độ này của bà nội, lần này xem ra không thành rồi. Ngoài cửa lớn viện hình phạt, bà nội và một đám người phụ nữ cùng vợ chồng Lưu Thích Kỳ, dựng thẳng lỗ tai để nghe, trong viện truyền ra tiếng kêu thảm thiết. À, bác, con biết sai rồi, con không dám nữa, hu hu. Tiểu Mạn Mạn kêu lên từng tiếng thảm thiết. Thằng nhóc khốn khiếp, mau mở cửa ra, dám đánh tiểu bảo bối của bà sẽ quất chết cháu. Nghe được tiếng khóc của Tiểu Mạn Mạn, bà nội bắt đầu mắng Dương Bách Xuyên, bà rất đau lòng. Triệu Nam và mấy người phụ nữ khác cũng la hét bảo Dương Bách Xuyên mở cửa, dù sao đối với Tiểu Mạn Mạn, Dương Bách Xuyên đều là vừa đấm vừa xoa.
Mặc dù vợ chồng Lưu Tích Kỳ đau lòng cho con gái bảo bối, nhưng cũng biết cô gái nhỏ 2-3 năm nay được nuông chiều quá rồi, bọn họ cũng có lòng xin tha, nhưng cũng biết một lần trừng phạt như vậy thật ra rất tốt cho con bé nên nhịn xuống. Mặc kệ bên ngoài có la hét thế nào, Dương Bách Xuyên vẫn không mở cửa, bên trong chỉ có tiếng khóc và tiếng kêu của Tiểu Mạn Mạn. Mọi người đều biết lần này Dương Bách Xuyên quyết tâm giáo dục cháu gái nhỏ, một vài đệ tử Vân Môn nghe được tin này, oán giận mấy năm nay bị Tiểu Mạn Mạn giày vò cuối cùng cũng tiêu tan. Bên ngoài nghe thấy động tĩnh lớn như thế, nhưng thực ra bên trong lại là một cảnh tượng khác. Trong viện hình phạt, chỉ thấy giờ phút này Dương Bách Xuyên và Tiểu Mạn Mạn đang nằm trên ghế dài, Dương Mộ uống rượu, miệng Tiểu Mạn Mạn thì gặm linh đào, sau khi cắn một miếng linh đào cô gái nhỏ lại gân cổ hướng ra ngoài kêu thảm một tiếng. Được rồi, đừng kêu nữa, chắc vậy được rồi, con còn kêu nữa kẻo lát về bà cố nội lại lột ra bác, nhưng cô nhóc con diễn xuất cũng không tệ, tương lai có thể lăn lộn trong giới điện ảnh và truyền thông. Dương Bách Xuyên lười biếng nói chuyện với cháu gái nhỏ. Anh đương nhiên sẽ không thật lòng dùng hình phạt đi trừng phạt một cô gái nhỏ trong tông môn chỉ mới 3 tuổi, chỉ là giả bộ cho những đệ tử Vân Môn và những võ cổ giả kia xem. Nhưng đạo nên biết vẫn còn đó, cô gái nhỏ thông minh này tự nhiên cũng hiểu chuyện, đồng ý sau này sẽ không làm loạn nữa, cũng nhận ra sai lầm của mình, cho nên lúc này Dương Mỗ mới nghĩ ra một trò vô lý như vậy, bảo Tiểu Mạn Mạn giả vờ gào thét. Hi hi, bác à, lần này con thật sự biết sai rồi. Sau này con sẽ không bao giờ gây chuyện nữa, nhưng khi nào bác mới dẫn cháu vào không gian thần bí của bác đi thăm chị người cá đây? Năm đó lúc còn nhỏ, Tiểu Mạn Mạn là do chính Dương Bách Xuyên ôm vào không gian bình càn khôn tẩy tủy, ở trong đó cũng từng gặp qua chị Mai 1-2 lần, thật ra kể từ lúc đó cô bé cũng đã hiểu biết, có thể mơ hồ nhớ rõ bác mình từng dẫn cô bé đi đến một không gian thần bí, từng gặp một người cá. Chỉ có điều, sau khi lớn lên, cô bé có cầu xin bác mình mấy lần nhưng bác vẫn không dẫn cô bé vào. Lần này hai người thỏa thuận thành công, anh sẽ dẫn cô bé vào. Dương Bách Xuyên nghe cháu gái nhỏ nói chuyện, nhìn đôi mắt tò mò lóe sáng của cô bé, trong lòng cười ha ha nói, chờ lát nữa sau khi bác xin phép ba mẹ con và bà nội, bác sẽ dẫn con đi xem thử, để cho con vui chơi thỏa thích. Qua, tốt quá, ánh mắt Tiểu Mạn Mạn tỏa sáng, ở động Tiên Vân Môn cô bé đã chán rồi. Bây giờ cô bé chỉ muốn đi không gian thần bí của bác để chơi đùa. Bác lui trước đây, buổi tối con đến nhà cũ tìm bác sẽ dẫn con đi không gian thần bí chơi, đợi lát nữa đi ra ngoài biết nên nói thế nào chứ? Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nói. Biết, con sẽ nói bác thật sự trừng phạt con, sẽ không nói là giả vờ. Cô gái nhỏ cười hì hì nói. Lần này bác cõng cái chảo lớn thay con, nhưng con phải nhớ kỹ. Sau này không được gây chuyện nữa, nhớ buổi tối tới tìm bác để bác dẫn con đi không gian thần bí chơi nha. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên giống như một lão hồ ly, rất sợ cháu gái nhỏ không tới, thật ra mục đích của anh là để cho Tiểu Mạn Mạn tiến vào bình càn khôn vài năm, sau khi tiến vào cũng đừng nghĩ đến chuyện dễ dàng đi ra, phải mài giũa tính tình của cô bé thật tốt, cũng để cho anh yên tâm tu luyện ở không gian bình càn khôn, đây mới là trừng phạt thật sự. Mà Tiểu Mạn Mạn một lòng muốn vào không gian thần bí của bác mình chơi, cũng không nghĩ tới bác sẽ nhốt cô bé sau khi cô bé đi vào. Cô gái nhỏ đáng thương đã bị Dương Mỗ tính kế, còn không tự biết mà vui vẻ không thôi. Đi đi, bác giúp trước đây. Dương Mỗ cười dặn dò, trực tiếp biến mất ở viện hình phạt, hiện tại anh cũng không dám ở lại viện hình phạt, bà nội và Lưu Thích Kỳ cùng em gái Dương San San đều ở bên ngoài, có thể tưởng tượng lát nữa bọn họ nhìn thấy mình sẽ như thế nào. Cho nên vẫn nên nhanh chóng chuồn đi. Ngày hôm sau, cháu gái nhỏ đã bị Dương Bách Xuyên đặt ở không gian bình càn khôn để cho cô bé đi theo chị Mai tu hành, toàn bộ Vân Môn xem như cuối cùng đã yên tĩnh, thế nhưng bà nội lại không còn tinh thần, cơ thể càng ngày càng yếu. Trong lòng Dương Bách Xuyên thở dài, cơ thể bà nội không phải là vì cháu gái nhỏ bị mình giam cầm mà suy yếu, mà là đại hạn cuối cùng đã đến gần. Đối với việc này anh cũng không có cách nào, không khống chế được vận mệnh. Đối với chuyện bà nội luôn miệng nói nhớ cháu trai bảo bối, Dương Mỗ càng cố gắng, luôn muốn bà nội đi yên ổn một chút. Bóng tối u ám tràn ngập căn phòng của mấy người phụ nữ. Thời gian trôi qua từng ngày, đến năm thứ tư anh từ Sơn Hải giới trở về, cuối cùng Thiết Mộc Lan cũng nở hoa, Viên Kim Phượng và Triệu Nam lần lượt có tin vui.
Lần này tinh thần bà nội đã phấn chấn hơn rất nhiều, viên kim phượng và Triệu Nam biến thành gấu trúc khổng lồ. Đến năm thứ năm Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng có một trai một gái, Triệu Nam sinh ra một công chúa nhỏ, viên kim phượng sinh ra một đứa con trai, cậu bé theo họ Viên của mẹ, điều này khiến cha mẹ viên kim phượng rất vui mừng, về mặt này bà nội cũng rất thoáng, dù sao cũng là chắt trai của mình, họ gì cũng không quan trọng. Trong thời gian 5 năm, tu vi của Dương Bách Xuyên tiến bộ không lớn, nói chính xác là bị kìm hãm ở Nguyên Anh Phong, vẫn luôn thiếu một bước cảm ngộ, một bước này anh không thể nào bước tiếp được. Trong khoảng thời gian này, Ninh Kha, Lâm Hoan, Lưu Tích Kỳ, Lý Đại Nghị, Trần Bảy Roi, em gái Dương San San, thậm chí Khư Vân. Tất cả đều vượt qua thiên kiếp Kim Đan, đạt thành đại đạo Kim Đan, một vài đệ tử Vân Môn có tư chất không tệ cũng bước vào cảnh giới Kim Đan. Thực lực của cả Vân Môn bước vào cấp độ mới. Các thế lực của giới võ cổ bám vào Vân Môn cũng lần lượt tăng lên rất lớn, Yên Thiên Giả tiến vào hư cảnh đạt thành Kim Đan. Dù sao cũng phải nói đến võ cổ Trung Quốc vì có sự tồn tại của Dương Bách Xuyên mà bước vào thời đại tu chân, đạt được phát triển chưa từng có. Chỉ có bộ Thanh Mai và U Dương Ngọc Thanh vẫn dừng lại ở trúc cơ mà chưa bước vào Kim Đan, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không khiến các cô sốt ruột, tu luyện thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Chị em Lục Tuyết Hy vẫn luôn bế quan chưa ra, 4-5 năm trôi qua cũng không đi ra, ít nhiều làm cho Dương Bách Xuyên có chút lo lắng, nhưng cảm nhận được khí tức của Lục Tuyết Hy, cho nên anh không đi quấy rầy, trong lòng chỉ là tò mò, rốt cuộc La Phù Đạo Quân đã để lại chí bảo gì cho hậu nhân của anh, khiến cho chị em nhà họ Lục bế quan 4-5 năm vẫn chưa đi ra. Liễu Linh Linh vẫn ở châu U, cô không muốn nói chuyện với anh, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với Lâm Hoan. Cơ thể bà nội ngày một suy yếu, nhưng lại bởi vì có thêm hai đứa cháu trai mà cười nhiều hơn, Dương Bách Xuyên phát hiện đại hạn của bà nội chỉ là chuyện trong vòng một năm này, cho nên không dám làm gì, chỉ muốn chăm sóc bà nội cùng người nhà và hai đứa nhỏ. Chẳng mấy chốc đã đến đầy tháng của hai đứa nhỏ, ngày hôm đó, bà nội đặt tên cho hai đứa nhỏ, con gái là em gái tên Viên Viên, con trai là anh trai tên Đoàn Đoàn. Dương Bách Xuyên biết suy nghĩ của bà nội là hy vọng cha mẹ hai đứa nhỏ đều ở bên cạnh, người một nhà đoàn viên, bởi vì Dương Bách Xuyên và em gái Dương San San từ nhỏ đã không còn cha mẹ, cho nên bà nội hy vọng cháu chắt có thể có cha mẹ làm bạn, Đoàn Đoàn, Viên Viên. Mùa đông năm nay, cũng là năm thứ sáu Dương Bách Xuyên từ Sơn Hải giới trở về, Đoàn Đoàn, Viên Viên tròn một tuổi, tiếng gọi đầu tiên là bà cố nội. Hai đứa nhỏ cũng bị Dương Bách Xuyên dùng nước sinh mệnh tẩy tủy. Nâng cao thể trạng ở mọi phương diện đều mạnh khỏe hơn đứa nhỏ bình thường, cũng biết nói sớm hơn. Bà nội ngày ngày vui vẻ, ôm hai đứa cháu chắt ngoại hôn lấy hôn để, liên tục gọi tâm can bảo bối, năm nay bà nội đã 90 tuổi. Cứ ôm hai đứa cháu chắt ngoại cả ngày không buông, Dương Bách Xuyên đau lòng không thôi, nhưng cũng không ngăn cản, bởi vì anh biết đây là đoạn đường cuối cùng của bà nội. Buổi tối bà nội còn vui vẻ ăn cơm. Ở trên bàn cơm liên tục chúc phúc Dương Bách Xuyên, tuyệt đối không thể bỏ mặc Đoàn Đoàn, Viên Viên, nhất định phải để cho hai tâm can bảo bối của bà có cha mẹ đầy đủ từ nhỏ. Dương Bách Xuyên kìm nén nước mắt đồng ý. Buổi tối, bà nội thanh thản rời đi. Hễ là người bình thường thì cuối cùng sẽ có một ngày như vậy, tuy là Dương Bách Xuyên rất đau khổ, nhưng trong lòng cũng có hiểu rõ, đại hạn của bà nội vốn nên dừng lại ở 6 năm trước. Là anh cố gắng kéo dài mạng sống cho bà nội thêm 6 năm, thọ nguyên còn lại của anh cũng hết cách rồi. Cũng may bà nội được ôm cháu chắt ngoại, ra đi rất thanh thản. Sau khi an táng bà nội ở đầu thôn, Dương Bách Xuyên lạnh lùng hơn nhiều, phong ấn nguyên anh trong cơ thể cuối cùng cũng có buông lỏng. Sau khi giữ trọn đạo hiếu, anh định bế quan, đánh tan phong ấn cuối cùng. Sau đó, một ngày nọ, anh nhận được một bức thư bí ẩn. Trong nháy mắt mở bức thư ra, sắc mặt Dương Bách Xuyên biến đổi, lẩm bẩm, mọi thứ đều có nhân quả. Nội dung bức thư rất đơn giản, trên đó viết, thằng nhóc, muốn cứu đồ đệ và người yêu cậu thì cầm La Phù Động Thiên đến châu U. Một câu ngắn ngủi nhưng chứa rất nhiều tin tức, gọi anh là thằng nhóc ắt hẳn có quen biết, còn đồ đệ đương nhiên là Vương Tông Nhân, mấy năm nay Vương Tông Nhân vẫn luôn dẫn đệ tử Vân Môn đi rèn luyện khắp thế giới. Đánh nhau với mấy võ cổ giả và dị năng giả có địch ý với Trung Quốc. Mà người yêu ư, 6 người vợ của Dương Bách Xuyên đều ở Vân Môn, người phụ nữ kia khiến Dương Bách Xuyên bỗng ngẩn người.
Nhưng câu đi châu U cuối cùng kia khiến Dương Bách Xuyên nghĩ đến Liễu Linh Linh, hiển nhiên là có người bắt nhị đồ đệ Vương Tông Nhân và Liễu Linh Linh ở châu U xa xôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.